Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Trường 401 gọi cho Minh Hải. Trước tiên anh gọi điện thoại cho Minh Hải. Minh Hải biết bên phía Lê Uy Long đã xảy ra chuyện, tối nay anh đương nhiên cũng không ngủ được. Hộ soái tình hình thế nào rồi? Minh Hải lập tức đặt câu hỏi sau khi tiếp điện thoại của Lê Uy Long. Kẻ thù đã bị tiêu diệt hết, bên phía tôi không có thương vong. Đội quân tinh nhuệ mà anh phái đến, chỉ có ba chiến sĩ bị thương. Lê Uy Long đáp: "Thế là tốt rồi." Minh Hải thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng cũng được buông xuống. "Chúng ta đã lấy được một lô bảo vật có giá trị cực lớn, có thể là của nước địch ở núi Hồ Sơn. Tôi đã lệnh cho người của anh đem những bảo vật này về khu vực chiến tranh phía nam. Anh nhất định phải bảo quản thật tốt và giao nó vào kho bạc nhà nước." Lê Uy Long nói. "Tuân lệnh." Minh Hải nhận lệnh. "Thiên Thành" Hà Ngọc Lan vào lúc đó đã nhanh chóng dẫn đoàn quân đến tòa cao ốc của tập đoàn Vương Lôi. 4 giờ sáng, xung quanh một mảnh yên lặng, ngoại trừ các nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ, bốn phía tập đoàn Vương Lôi vắng tanh, không một bóng người. Một số nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ đột nhiên nhìn thấy một nhóm binh lính mang súng thật đạn thật tiến vào công ty. Họ bị dọa đến mức cả người đều nơm nấp lo sợ. Người của Thiên Thành nhanh như chớp đã khống chế xong nhân viên an ninh của tập đoàn Vương Lôi. Sau đó, Thiên Thành để lại một nhóm người canh gác các lối ra ở khắp mọi nơi, rồi cùng với những người còn lại lao vào bên trong. Những người bảo vệ này vô cùng hoảng sợ, không biết tập đoàn Vương Lôi này đã chọc phải vị nào, phạm phải tội gì. Bọn họ đã sớm bị khống chế, nên không có cách nào thông báo tin tức này cho các lãnh đạo của tập đoàn. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan dẫn đầu nhóm người đến căn hộ của các quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi, phá cửa mà vào bắt sống tổng giám đốc bù nhìn lệ hải uy cùng với các nhà quản lý cấp cao được Đông Quốc phái đến. Những người này đều đang ngủ say, còn đang không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị bắt rồi. Audio điện tử võ tấn bền Chúng tôi là người của Đông Quốc, là những thương nhân làm ăn chính đáng. Các người tại sao lại bắt chúng tôi? Lệ Hải Huy hỏi. Các người bị tình nghi hoạt động gián điệp, chứa chấp lính đánh thuê, âm mưu ám sát hộ soái vị hộ quốc của đất nước Long Quốc chúng tôi cùng với đánh cắp kho báu của Long quốc bất kỳ một tội nào trong những tội này đều đáng tội chết Thiên Thành nói không tôi không biết tôi không có tội tôi muốn khiếu nại các người bắt người bừa bãi tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán Đông quốc các người dám bắt nạt người của Đông quốc chúng tôi tôi sẽ khiến các người không được sống yên ổn Lệ Hải Huy nói áp giải bọn họ đi đưa bọn họ trở lại chiến trường phía Nam chờ lệnh xử lý Thiên Thành không muốn nghe lời nói bậy bạ của Lệ Hải Huy nên lập tức hạ lệnh áp giải ông ta cùng những quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi đi. Tuân lệnh, những người lính đồng thanh đáp. Sau đó áp giải bọn họ đi. Hà Ngọc Lan nhanh chóng thông báo cho các ngân hàng lớn phong tỏa tài sản của tập đoàn Vương Lôi theo lệnh của Hộ Soái. Thiên Thành lại nói với Hà Ngọc Lan. Tuân lệnh, Hà Ngọc Lan lập tức lấy điện thoại di động ra gọi việc bắt giữ tổng giám đốc của tập đoàn vương lôi và tất cả các nhà quản lý cấp cao tất nhiên đã gây nên một trận kinh động lớn rất nhiều những quản lý hạng chung sống ở gần công ty đều lần lượt chạy từ nhà ra xem hầu hết những người này đều là quản lý của tập đoàn galaxy sang họ không biết tổng giám đốc tập đoàn vương lôi cùng những quản lý cấp cao đã phạm phải tội gì tại sao lại bị bắt nhìn thấy tất cả các quản lý cấp cao của tập đoàn bao gồm cả tổng giám đốc đều bị bắt tất cả đều kinh ngạc đến phát ngốc trong lòng cũng bắt đầu hoảng sợ. Nếu toàn bộ những vị giám đốc cấp cao này đều đã bị bắt, vậy thì tập đoàn Vương Lôi chẳng phải sẽ xong đời rồi sao? Đến nằm mơ họ cũng không thể tưởng tượng ra nổi, công ty do tổ chức tài chính Đông Quốc đầu tư, tài lực to lớn, lại còn đang phát triển như vũ bão giống như mặt trời giữa ban ngày thế mà chỉ trong một đêm đã bị sụp đổ rồi. Tập đoàn Vương Lôi bị sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc bọn họ bị thất nghiệp. Chương 402 lương tháng còn chưa kịp nhận những người từ tập đoàn Galaxy đến nương cậy cứ tưởng rằng làm việc ở tập đoàn Vương Lôi sẽ có tương lai đầy hứa hẹn, không ngờ tập đoàn Vương Lôi lại bị phá đổ nhanh chóng như vậy, thậm chí tiền lương một tháng họ còn chưa được nhận. Sau khi Hà Ngọc Lan nói chuyện điện thoại xong, Thiên Thành liền nói với cô ấy, "Hà Ngọc Lan, cô sẽ chỉ huy đội đặc chiến tinh anh của chúng ta, ngoài ra cô sẽ được giao cho 100 thành viên trong đội tinh nhuệ đến đóng giữ tại tập đoàn Vương Lôi." Nhất định phải phong tỏa nghiêm ngặt không được để mọi người phá rối hoặc lấy đi những vật có giá trị. Tất cả những nhân viên từ bên ngoài đến không được phép vào tập đoàn Vương Lôi nửa bước. Vâng, Hà Ngọc Lan nhận lệnh, ngay lập tức chọn 100 thành viên trong đội tinh nhuệ cùng với đội đặc chiến tinh anh của mình, đến đóng giữ tại tập đoàn Vương Lôi. Tiếp đó, Thiên Thành để đội của Minh Hải áp tải Vĩnh Kim Bảo và các quản lý cấp cao khác từ Đông Quốc cử đến, trở về mặt trận phía Nam. Thiên Thành không muốn Cục Công an thành phố can thiệp vào vụ án lớn liên quan đến tội gián điệp như vậy. Sau khi áp tải đến mặt trận phía Nam, lại đem họ ra hành quyết, mọi chuyện chót lọt. Sau khi sắp xếp xong, Thiên Thành trở về núi Hổ Sơn để chỉ đạo việc xử lý kho báu. Số lượng kho báu trong đợt này đặc biệt lớn, nhưng đội tinh nhuệ lên tới hàng nghìn người, lại thêm số người chạy xe tới tiếp ứng, nhân số càng đông. Đúng như cái gọi là người đông sức mạnh, trước hừng đông, họ đã chuyển chỗ kho báu này lên trên, đồng thời xếp gọn ổn thỏa lên xe. Ba chiến sĩ bị thương, dưới sự điều trị của Lưu Bảo Thông đã qua cơn nguy kịch. Sau đó, họ được kéo lên khỏi hầm ngầm bằng một chiếc xe gòng. Sau khi mọi chuyện được xử lý ổn thỏa, Thiên Thành đã nhờ đội tinh nhuệ của Minh Hải vận chuyển kho báu trở về mặt trận Đà Lạt. Ba chiến sĩ bị thương cũng cùng đội quân trở về. Còn Thiên Thành và Lưu Bảo Thông trở về thành phố Đà Lạt. Lệ Uy Long đã thức trắng đêm, dù không có mặt tại hiện trường nhưng anh vẫn luôn theo dõi tình hình tiến triển của sự việc qua điện thoại. Được biết bên phía Hà Ngọc Lan đã kiểm soát được tập đoàn Vương Lôi và bên phía Thiên Thành cũng đã xử lý tốt kho báu và vận chuyển nó trở về mặt trận phía Nam, Lê Uy Long mới yên lòng. Tuy nhiên, lúc này trời đã rạng sáng, Lê Uy Long cũng không còn lòng dạ nào đi ngủ, liền vào bếp làm bữa sáng. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm vì tối qua ngủ muộn, sau khi Lê Uy Long làm xong bữa sáng, họ vẫn chưa thức dậy lê uy long đành phải ăn sáng một mình trước vào lúc này chu nhược mai vội vàng từ trong phòng bước ra còn nguyễn tú cẩm vẫn đang ngủ say tiêu rồi tiêu rồi hôm nay bị muộn mất vĩnh thiên mau lái xe chở em đi làm đi chu nhược mai nói không cần phải gấp gáp em là chủ tịch đến muộn thì đến muộn gấp cái gì lê uy long nói anh không hiểu cho dù em là chủ tịch đến muộn cũng không tốt Chu Nhược Mai nói, hôm nay đặc biệt hơn à, tối qua em ngủ muộn, mới ngủ được mấy tiếng, ăn sáng trước rồi anh sẽ đưa em đi làm. Lê Uy Long nói, được rồi, dù sao công việc của tập đoàn Galaxy đang nguội lạnh cũng chẳng có việc gì làm, vậy em sẽ ăn sáng trước rồi đi vậy. Chu Nhược Mai nói, chương 403 em sẽ bận đấy. Em sẽ sớm bận tối mày tối mặt, Lê Uy Long nói. Anh nói gì, làm sao anh biết em sẽ bận tối mày tối mặt. Chu Nhược Mai hỏi: "Vì tập đoàn Vương Lôi đã không còn tồn tại nữa, mà tập đoàn Galaxy đang trên đà phát triển, không bao lâu sẽ có rất nhiều người tranh nhau đến vỡ đầu để hợp tác với tập đoàn Galaxy." Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai lúc này mới nhớ tới chuyện tối qua Lê Uy Long đã sắp xếp người đến tịch thu tập đoàn Vương Lôi, cô chợt tỉnh như mơ, hỏi: "Tập đoàn Vương Lôi bây giờ thế nào rồi?" Chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi, cũng như tất cả các quản lý cấp cao đã bị người của anh bắt giữ vào đêm qua. Tài chính của tập đoàn Vương Lôi cũng đã bị đóng băng. Tập đoàn Vương Lôi đã hoàn toàn sụp đổ, Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai nhất thời bị sốc, một tập đoàn hùng mạnh như vậy, hơn nữa là một tập đoàn do đông quốc đầu tư, lại có thể nói diệt là diệt. Chỉ khi đó, cô mới thực sự đánh giá cao sức hấp dẫn của quyền lực. Một câu nói là có thể khiến một tập đoàn lớn bị sụp đổ. Nếu đổi lại là lời nói của người khác, còn cần phải tham gia vào cuộc chiến kinh doanh nào đó, còn Lê Uy Long căn bản đã không chơi cuộc chiến kinh doanh nào với họ, mà thu giữ bằng chứng phạm tội của họ và trực tiếp tịch thu tập đoàn Vương Lôi. Thực sự bá đạo, anh đã trực tiếp tịch thu tập đoàn Vương Lôi, cũng bắt giữ các quản lý cấp cao do Đông Quốc cử đến và đóng băng tài sản của họ. Tập đoàn tài chính Đông Quốc cùng với chính phủ Đông Quốc sẽ để anh yên sao? Chu Nhược Mai lo lắng hỏi. Người ở Đông Quốc sẽ tống khứ những người bị bắt có liên quan này họ sẽ không thừa nhận rằng những người này đã được họ cử đến lê uy long thản nhiên nói tại sao những người mà họ cử đến đã bị bắt hơn nữa gióc và những người lính đánh thuê cũng bị tiêu diệt tập đoàn vương lôi cũng đã biến mất với tổn thất nặng nề như vậy liệu họ sẽ chịu để yên chu nhược mai bối rối hỏi về đánh giá giữa hai nước em vẫn chưa hiểu nếu đông quốc thừa nhận những người này do họ cử đến thì sẽ là kẻ địch của long quốc ta bởi vì trong số những người này có lính đánh thuê. Hơn nữa, bằng chứng trộm cắp kho báu Long Quốc ta cũng vô cùng xác thực. Vì vậy, họ sẽ không dám thừa nhận, sẽ không vì những người này và chỗ tài sản kia mà trở thành kẻ địch của Long Quốc ta, mà chỉ có thể câm lặng. Lệ Uy Long với tư cách là hộ soái bảo vệ, đối với những chuyện liên quan đến các nước này đã rõ như lòng bàn tay, xuyên thấu bọn họ. Hóa ra là như vậy, Chu Nhược Mai cuối cùng cũng có chút hiểu bây giờ cô mới biết rằng cô và vị tướng ba sao lê uy long không cùng đẳng cấp trong khi chu nhược mai và lê uy long đang ăn sáng tất cả các cấp cao của tập đoàn vương lôi đã bị bắt tin tức về việc tập đoàn vương lôi bị kiểm tra và phong tỏa đã được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông lớn tin tức này không khác gì một quả bom phát nổ ở thành phố đà lạt tin tức vừa truyền ra ngoài toàn bộ thành phố đà lạt như bùng nổ Tất cả các gia đình hợp tác với tập đoàn Vương Lôi đều hoảng hốt khi biết tập đoàn Vương Lôi sụp đổ chỉ trong một đêm, quính nít lên như kiến bỏ trên chảo. Vì tập đoàn Vương Lôi không còn nữa, tài sản cũng bị khóa sổ, họ không thể tiếp tục hợp tác với tập đoàn Vương Lôi nữa, số tiền đầu tư vào các dự án đã hợp tác với tập đoàn Vương Lôi trước đây, tương đương với bát nước hắt đi không thu hồi lại được. Không ai có thể ngờ rằng tập đoàn Vương Lôi giàu có và hùng mạnh như mặt trời ban trưa lại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn chỉ nổi lên chưa đầy một tháng đã bị đánh ngã không thể giải thích được. Cho nên, tất cả những gia đình từng hợp tác với tập đoàn Vương Lôi, biết được sự sụp đổ của tập đoàn Vương Lôi, đều khẩn trương tổ chức họp gia đình và nhà họ Chu cũng không ngoại lệ. chương 404 nhà họ Chu Lúc này, ở nhà họ Chu, tập đoàn Vương Lôi, sao có thể gục ngã được đây? Việc này đối với nhà họ Chu chính là tai họa lớn ạ. Bà Hoàng than thở nói. Đúng vậy, Nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Vương Lôi và các quản lý cấp cao đều bị bắt lúc 4 giờ sáng, cũng không biết bọn họ đã phạm vào tội gì." Chu Hữu Lộc nói. "Nguyên nhân cụ thể, ngay cả giới truyền thông cũng không biết, vụ án vẫn còn trong giai đoạn điều tra, tất cả cũng chỉ có thể chờ đợi tòa án tuyên bố." Thúy Họa nói. "Bây giờ tất cả tin tức trên các phương diện truyền thông lớn cũng chỉ đưa tin rằng tập đoàn Vương Lôi bị niêm phong để thanh tra, số tài sản của họ cũng bị đóng băng." ngay cả tổng giám đốc và các quản lý cấp cao cũng bị bắt. Vì vậy, toàn bộ người Quảng Thành cũng không biết sốt của quản lý cao tầng của tập đoàn Vương Lôi bị bắt vì tội gì. Ngay cả tổng giám đốc cũng bị bắt, tập đoàn Vương Lôi nhất định là xong đời rồi. Chu Hòa nói, tập đoàn Chu Thị chúng ta đã dùng tất cả vốn để hợp tác cùng tập đoàn Vương Lôi, bây giờ trong một đêm tập đoàn Vương Lôi bị niêm phong, tài sản cũng bị đóng băng, quản lý cấp cao bị bắt, hạng mục chúng ta hợp tác cùng bọn họ cũng bị dừng lại, Tiền đầu tư vào đó lúc trước bây giờ không thể rút lại được." Chu Hữu Lộc nói. "Sớm biết sẽ có kết quả đó, ban đầu chúng ta không nên vì chút lợi ích mà hợp tác với tập đoàn Vương Lôi, hủy hợp tác với tập đoàn Galaxy. Hai, nếu như lần này chúng ta không lấy lại được số tiền đã đầu tư, công ty Chu Thành sẽ thành cái vỏ rỗng, nhà họ Chu cũng sẽ biến mất." Bà Hoàng hối hận đến xanh ruột. "Bà nội, người không cần quá nản chí, bây giờ tình hình còn chưa rõ." nói không chừng qua mấy ngày nữa quản lý cấp cao của tập đoàn vương lôi sẽ được thả ra ngoài chu hoàng lâm nói trong một đêm tập đoàn vương lôi bị binh đoàn không rõ lai lịch bắt đi nhất định là đã phạm tội rất lớn nếu không sẽ không có hành động lớn như vậy những người bị bắt kia cũng đừng nghĩ có thể được thả ra ngoài chu hòa nói coi như những quản lý cấp cao này không được thả ra ngoài đi nữa thủ đông quốc bên kia nhất định cũng sẽ phái người đến tiếp quản tập đoàn vương lôi Đông quốc đầu tư nhiều tiền như vậy, họ không thể nào để tập đoàn Vương Lôi biến mất được." Chu Hữu Lộc nói. "Tập đoàn Vương Lôi bị Niêm Phong thanh tra, tài sản cũng bị đóng băng, có có gì để tiếp quản đây?" Chu Hòa nói. "Anh thì biết cái gì, nếu như Đông quốc gây sức ép với Long quốc, Long quốc chịu áp lực, họ dám không thả tập đoàn Vương Lôi sao?" Chu Hữu Lộc nói. "Em nghĩ quá ngây thơ rồi, Long quốc chúng ta bây giờ giàu mạnh, quân đội hùng hậu, ngày càng mạnh mẽ hơn làm sao có thể sợ đông quốc chu hòa nói hai anh em các người không cần phải tranh luận vấn đề này hiện giờ việc quan trọng nhất là nghĩ biện pháp làm sao lấy tiền đầu tư về đi bà hoàng nói mẹ chúng ta và tập đoàn vương lôi hợp tác chẳng qua tập đoàn vương lôi chỉ thanh toán một phần nhỏ tiền đặt cọc phải đến khi hoàn thành hạng mục tập đoàn vương lôi mới thanh toán hết số tiền còn lại bây giờ tập đoàn vương lôi cũng bị niêm phong tiền vốn cũng bị đóng băng Tiền chúng ta đã tư vào đều đã đi mua vật liệu, làm sao có thể lấy về đây?" Chu Hòa nói. "Hai, việc đã đến nước này, chỉ có thể hy vọng nhanh chóng có người tiếp quản tập đoàn Vương Lôi, để chúng ta hoàn thành những hạng mục còn dang giờ kia, nếu không nhà họ Chu chúng ta xong thật rồi." Bà Hoàng than thở nói. "Ban đầu Chu Nhược Mai khó khăn lắm mới tìm được một chút hạng mục cho chúng ta làm, những các người hết lần này đến lần khác muốn hủy hợp đồng với cô." Nếu như chúng ta tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn Galaxy thì đã không xảy ra chuyện như này." Chu Hòa nói. "Anh, anh đừng nói mát ở đây nữa. Ai biết được tập đoàn Vương Lôi sẽ ngã chứ? Nếu như cái gì cũng có thể, liệu sự như thần thì chúng ta đã sớm thăng quan tiến chức, nhanh chóng trở thành thế gia hàng đầu rồi." Chu Hữu Lộc nói. "Nếu như tập đoàn Vương Lôi thực sự sụp đổ, chúng ta sẽ để Vũ Hinh đi mượn giúp chúng ta ít tiền, sau đó nhà họ Chu chúng ta tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn Galaxy." bà Hoàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra. Mẹ, trước đây chúng ta đối xử như vậy với Vũ Hinh, người cho rằng cô ấy còn giúp chúng ta không? Chu Hòa có chút tức giận nói. Trước đây chính ông ta đã ra sức phản đối việc hủy hợp đồng với tập đoàn Galaxy, bây giờ lại để con gái mình hợp tác cùng nhà họ Chu, ông ta nhất định sẽ không đến cầu xin con gái mình. Mẹ chỉ nói nếu như, anh nóng vội như vậy làm gì? Bây giờ tập đoàn Vương Lôi còn chưa bị tuyên án chưa có kết quả cuối cùng, Nói không chừng mấy người quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi vô tội mấy ngày nữa liền được thả ra thì sao?" Bà Hoàng nói. "Chương 405 Cầu nguyện. Ngoài nhà họ Chu, tất cả những gia tộc hợp tác cùng tập đoàn Vương Lôi, bao gồm cả nhà họ Trần, giờ phút này đều cầu nguyện tập đoàn Vương Lôi có thể tai qua nạn khỏi cải tử hồi sinh. Bởi vì tập đoàn Vương Lôi khai thác các hạng mục lớn quá nhiều, những gia tộc khác cũng đổ rất nhiều vốn vào đây." nếu như tập đoàn vương lôi thật sự không có các nào thoát khỏi không có ai tiếp quản tất cả bọn họ sẽ mất hết số vốn ban đầu những công ty nhỏ thậm chí có thể vì không có vốn lưu chuyển mà dẫn đến phá sản chu nhược mai ăn sáng xong lê uy long đưa cô đi đến tập đoàn galaxy làm để vị tướng ba sao làm tài xế cho em thật sự là ủy khuất anh nha ở trên xe chu nhược mai ngượng ngùng nói lái xe chở vợ mình là hiển nhiên anh thích thế anh cũng tình nguyện trước kia người nhà họ chu cười nhạo anh như vậy, mắng anh như vậy, bây giờ anh đã là tướng ba sao, anh có tìm họ trả thù không? chu Nhược Mai nói, quá khứ đã qua thì nên để nó qua đi, chỉ cần bọn họ sau này không chọc đến anh, anh cũng sẽ không gây phiền phức cho bọn họ. Lệ Uy Long là hộ soái bảo vệ đất nước, dĩ nhiên sẽ không so đo với những người này. Hàn Tín phải chui đúng quần, còn không so đo, những lời diễu cợt với anh kia so với những gì Hàn Tín bị làm nhục thì được coi là gì chứ? anh thật rộng lượng nếu như là em em sẽ không rộng lượng được như vậy chu nhược mai nói bởi vì anh là đàn ông còn em là đàn bà đàn bà so đo những chuyện này là rất bình thường lê uy long nói ý của anh là lòng dạ đàn bà chúng ta rất hẹp hòi sao chu nhược mai có chút không vui nói anh cũng không nói như vậy đây là do em nói anh hỏi em một chuyện nếu như nhà họ chu tới cầu xin em em có giúp họ hay không lê uy long hỏi em không biết chu nhược mai dứt khoát nói tại sao vậy dù sao thì nhà họ chu cũng là nhà mẹ đẻ của em chẳng lẽ em có thể thấy chết không cứu sao lê uy long hỏi nhà mẹ đẻ thì sao lúc em khó khăn nhất cần được giúp đỡ nhất bọn họ không những không chịu giúp em còn bỏ đá xuống giếng hủy hợp đồng đâu sau lưng em một đao người làm em tổn thương sau nhất chính là nhà mẹ đẻ bộ mặt của bọn họ nhiều năm như vậy em cũng đã nhìn thấu rồi em phải rèn luyện thành tâm địa sắt đá, không thể lòng dạ Bồ Tát như vậy nữa, sẽ không vì chuyện cũ mà giúp bọn họ. Chu Nhược Mai nói, được rồi, rất tốt, cuối cùng em cũng trở thành rồi. Em quá hiền lành nhất định sắc bén cứng rắn hơn, quá dễ dàng giúp đỡ bọn họ, bọn họ sẽ không bay ớt quý trọng, bởi vì họ sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Lê Uy Long nói, đúng vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như em còn không hiểu ra đạo lý này, làm sao còn có thể là tổng giám đốc tập đoàn Galaxy đây? Nếu đã là tổng giám đốc thì nên có sự ngang ngược và quyết đoán của một tổng giám đốc nên có." Chu Nhược Mai nói. "Ừ, nghe được em nói như vậy, anh cũng yên tâm giao thêm trọng trách cho em." Lê Uy Long nói. "Trọng trách gì?" Chu Nhược Mai không hiểu câu nói của Lê Uy Long. "Chương 406 anh muốn em tiếp quản. Anh muốn em tiếp quản tập đoàn Vương Lôi." Lê Uy Long nói. "Cái gì?" anh muốn em tiếp quản tập đoàn Vương Lôi. Chu Nhược Mai lập tức vô cùng kinh ngạc. Ừm, em còn nhớ không? Anh đã từng nói tập đoàn Vương Lôi sớm muộn gì cũng sẽ là của em. Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai nói, em nhớ, lúc đó em còn tưởng anh nói đùa, nhưng không ngờ lại là thật. Lệ Uy Long nói, là một tướng ba sao, từ trước đến nay, lời anh đã hứa đáng giá nghìn vàng, đối với em thì càng không nuốt lời. Lê Uy Long nói. Bây giờ anh cảm thấy để lộ một ít thân phận cũng tốt, không cần cái gì cũng phải che giấu, có thể mở rộng lòng mình cùng vợ nói chuyện một cách thoải mái. Mặc dù địa vị của tướng ba sao này tương đối thấp so với địa vị của hộ soái bảo vệ đất nước, nhưng ở trong mắt Chu Nhược Mai thì như vậy đã rất giỏi rồi. Chu Nhược Mai nghe vậy, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, trước đây khi cô không biết thân phận thật của Lê Uy Long, bất kể anh nói cái gì, cô đều sẽ nghi anh đang khoác lác hiện tại mới biết những gì anh nói đều là sự thật anh không cần mở miệng ra liền nói tướng ba sao phải giữ bí mật phải điệu thấp có hiểu không anh đã quên những gì hôm qua em nói với anh rồi sao bây giờ chu nhược mai thật lo lắng nếu những người phụ nữ khác mà biết chồng cô là một tướng ba sao thì sẽ quyến du anh đi mất trên xe làm gì có người ngoài chỉ có hai vợ chồng chúng ta thôi em không phải sợ lê uy long nói chu nhược mai nói tuy rằng hiện tại không có người ngoài nhưng em sợ anh sinh thành thói quen ở chỗ nhiều người sẽ nói lộ ra hết được vậy thì anh sẽ không nói nữa thân phận của anh sẽ giữ bí mật không để lộ nửa chữ chỉ nói cho vợ anh biết lê uy long nói nhưng tối qua anh nói chuyện này ra ở trước mặt tú hằng cô ấy cũng biết điều đó chu nhược mai nói lê uy long nói hôm qua em đã tra hỏi anh trước mặt tú hằng còn gì nhưng mà tú hằng không phải là bạn thân của em sao cô ấy có biết cũng không sao anh định công khai thân phận của mình vào tối hôm qua nên mới nói ra trước mặt nguyễn tú cẩm không ngờ khi công khai thân phận xong chu nhược mai lại muốn anh tuyệt đối phải giữ bí mật duy trì dáng vẻ điệu thấp như trước kia ừm tú hằng biết thì không sao nhưng anh không thể để cho những người phụ nữ khác biết chu nhược mai nói được chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi để em tiếp quản tập đoàn vương lôi em nghĩ sao về chuyện này có thể bị áp lực quá lớn hay cảm thấy quá mệt mỏi không lê uy long hỏi nhất định sẽ có áp lực nhưng mà em thích thử thách vấn đề bây giờ là tập đoàn vương lôi được tập đoàn của đông quốc đầu tư tài chính làm sao anh có thể đem tập đoàn vương lôi chiếm làm của riêng vậy không phải phía đông quốc muốn có tập đoàn vương lôi này sao chu nhược mai hỏi bọn họ có muốn cũng không dám lê uy long tràn ngập tự tin nói sao anh chắc chắn như vậy Chu Nhược Mai không thể tin được. Đó là tất nhiên, anh biết bọn họ rất rõ." Lê Uy Long nói. "Vậy khi nào thì anh giao tập đoàn Vương Lôi cho em?" Chu Nhược Mai hỏi. "Đợi đến thời cơ thích hợp, vài ngày sau sẽ có kết quả." Lê Uy Long nói. Trước khi trở về, Lê Uy Long đưa Chu Nhược Mai đến tập đoàn Galaxy, vì còn có việc quan trọng cần giải quyết nên không thể ngồi trong văn phòng chủ tịch. Ngay khi Chu Nhược Mai bước vào văn phòng chủ tịch, Ngô Vi đã vui vẻ bước vào nói, Chủ tịch, hôm nay có tin vui. Tin vui là gì? Chu Nhược Mai hỏi. Tập đoàn Vương Lôi vẫn luôn đối chọi với chúng ta, hôm nay đã bị cảnh sát niêm phong, tất cả các giám đốc điều hành cấp cao, bao gồm cả chủ tịch cũng bị bắt. Ngô Vi nói, ừm, um, tôi đã nghe thấy tin tức này rồi. Chu Nhược Mai đã sớm đoán được tin tốt mà Ngô Vi sẽ nói, chính là chuyện này. chương 407 ông trời giúp đỡ, Đúng là ông trời đang giúp đỡ tập đoàn Galaxy của chúng ta. Tập đoàn Vương Lôi là một đối thủ mạnh, cuối cùng cũng sụp đổ." Ngô Vi phấn khởi nói. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Galaxy vẫn luôn bị tập đoàn Vương Lôi áp chế, hiện tại tập đoàn Vương Lôi ngã xuống, đương nhiên là cô ấy vô cùng vui sướng. "Không phải ông trời đã giúp chúng ta, mà là bọn họ gieo gió gặt bão, tự mình muốn chết mà thôi." Chu Nhược Mai biết nguyên nhân tại sao các giám đốc cấp cao của tập đoàn Vương Lôi đều bị bắt, bởi vì bọn họ muốn đánh cắp kho báu của Việt Nam và ám sát tướng ba sao là Lê Uy Long. Bọn họ tự mình muốn chết, cô biết bọn họ phạm phải tội gì đến nỗi bị bắt như vậy sao? Ngô Vi ngạc nhiên hỏi. Tôi không biết, nhưng nếu bọn họ bị bắt thì nhất định đã phạm tội, nếu không, ai lại đi bắt bọn họ vô cớ? Chính bọn họ phạm tội để bị bắt, không phải là tự mình muốn chết sao? Đương nhiên Chu Nhược Mai sẽ không nói với Ngô Vi rằng người làm cho tập đoàn Vương Lôi sụp đổ chính là Lê Uy Long. Bây giờ vẫn chưa có thông báo chính thức nên cô không thể nói lung tung về những điều không nên nói. Là vợ của một tướng ba sao, cô vẫn phải có tư tưởng giữ bí mật một cách kín đáo. Đương nhiên, lý do cô không nói cũng là vì sợ Ngô Vi biết chính một tay của Lê Uy Long đã phá hủy tập đoàn Vương Lôi, sẽ hỏi truy hỏi đến cùng sau đó làm bại lộ thân phận thật của Lê Uy Long. Ừm bây giờ tập đoàn vương lôi đã đi đời nhà ma tập đoàn galaxy của chúng ta sẽ không có đối thủ lại một lần nữa có thể giành vị trí đứng đầu ngô vi nói ừm thời gian kế tiếp chúng ta sẽ rất bận rộn bởi vì sắp tới sẽ có rất nhiều người tranh giành hợp tác làm ăn với chúng ta chu nhược mai nói ừ vậy tôi bắt tay vào làm việc trước được đi đi sau khi lê uy long đưa chu nhược mai đến tập đoàn galaxy anh trực tiếp lái xe đến tập đoàn vương lôi bởi vì anh phải đến tập đoàn vương lôi để cùng đông quốc tiến hành đàm phán thiên thành và hà ngọc lan đã cử người bao vây xung quanh tập đoàn vương lôi không cho phép các phóng viên truyền thông tiếp cận đến gần nửa bước lê uy long lái chiếc bugatti veyron tiến vào khi những người lính phụ trách canh giữ cửa ra vào thấy xe của lê uy long đã đến bọn họ lập tức cúi chào cho xe đi qua thiên thành cùng với hà ngọc lan đã đợi sẵn ở cửa chờ lê uy long đến lê uy long xuống xe Thiên Thành chạy tới nói: "Anh Thiên, cuối cùng anh đã đến." "Phản ứng bên Đông Quốc bây giờ thế nào?" Lê Uy Long hỏi. "Bọn họ vẫn không ngừng gọi điện thoại hỏi tại sao chúng ta lại bắt người, lại còn niêm phong công ty của bọn họ, hơn nữa còn đóng băng tài chính của công ty." Thiên Thành nói. "Ừm, um, trước tiên cứ lên văn phòng đã, tôi sẽ thương lượng với bọn họ." Lê Uy Long nói. "Vâng." Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đi theo Lê Uy Long vào tòa nhà tập đoàn Vương Lôi, đi thang máy lên tầng cao nhất. Sau khi đến văn phòng chủ tịch tập đoàn Vương Lôi, Lê Uy Long quay lại nói với Thiên Thành, tập đoàn tài chính ở Đông Quốc bên kia sẽ không để ý đến bọn họ, anh trực tiếp gọi cho tôi số của cơ quan ngoại giao của Đông Quốc, tôi muốn đàm phán với lãnh sự cấp cao nhất của bọn họ. Được, Thiên Thành lập tức gọi đến số của văn phòng đối ngoại của Đông Quốc bằng điện thoại cố định trong phòng. Bên Đông Quốc vừa tiếp điện thoại, Thiên Thành đã trực tiếp báo danh tính của anh ấy, "Tôi là Thiên Thành, một tướng ba sao của Long Quốc, làm phiền để lãnh sự trưởng của anh đến nói chuyện với hộ soái bảo vệ nước Long Quốc của chúng tôi." Chương 408 gọi điện. Người bên phòng ngoại giao Đông Quốc nghe Thiên Thành nói hộ soái bảo vệ nước Việt Nam sẽ tự mình nói chuyện với lãnh sự trưởng của bọn họ, trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt, vội vàng chuyển tiếp điện thoại cho lãnh sự trưởng. Thiên Thành cũng đưa lại điện thoại cho Lê Uy Long. Lãnh sự trưởng của Đông Quốc nghe nói đệ nhất hộ soái của Long Quốc Lê Uy Long muốn nói chuyện với mình, trong lòng lập tức căng thẳng. Bởi vì bình thường phòng ngoại giao của hai nước sẽ tự đàm phán với nhau, chưa bao giờ xảy ra chuyện một vị tướng có tầm ảnh hưởng quan trọng muốn nói chuyện trực tiếp với một nhà ngoại giao. Lãnh sự trưởng của Đông Quốc không dám lơ là, vội vàng trả lời, Lê Hộ Soái đích thân gọi điện thoại tới là có chuyện gì sao? Đông Quốc bên Anh đã thành lập một tập đoàn vương lôi ở Đà Lạt của Long Quốc chúng tôi, nuôi dưỡng lính đánh thuê nhằm ám sát tôi, hơn nữa còn muốn đánh cắp kho báu của Long Quốc chúng tôi, rốt cuộc ý của các anh là gì? Lệ Uy Long không muốn nói mấy lời vô nghĩa với bên kia nên đã đi thẳng vào vấn đề. Lãnh sự trưởng của Đông Quốc nghe Lê Uy Long hỏi như vậy thì hơi hoảng, bởi vì bản thân anh ta là lãnh sự trưởng phòng ngoại giao của Đông Quốc, Đông Quốc tiến hành hoạt động nhằm vào Lệ Uy Long, đương nhiên là anh ta biết rõ. Bây giờ bị Lê Uy Long hỏi như vậy, liền biết sự tình đã bị bại lộ, người được phái đi hẳn là đã thất bại. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay anh ta đã nhận được tin tức tập đoàn Vương Lôi bị niêm phong, tài sản bị phong tỏa, nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn tài chính Đông Quốc cũng đã báo cáo tình hình cho anh ta và yêu cầu anh ta đàm phán với văn phòng đối ngoại của Long Quốc. Anh ta cũng đang chuẩn bị các tài liệu để hỏi bên ngoại giao của Long Quốc. Nhưng mà anh ta không nghĩ tới người được gọi là hộ soái đứng đầu Long Quốc lại trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta để tra hỏi đương nhiên bản thân là lãnh sự trưởng bộ ngoại giao của đông quốc tư chất tâm lý cũng là vượt qua người bình thường khả năng ứng biến tại chỗ cũng rất mạnh lập tức bắt đầu giả bộ lê hộ soái tôi không biết anh đang nói cái gì cái gì mà nuôi dưỡng lính đánh thuê đánh cắp kho báu của long quốc tất cả chuyện này tôi đều không biết anh không biết phải không vậy thì tôi sẽ cho người chuyển những chứng cứ phạm tội này cho bên anh đến lúc này rồi tôi sẽ nói thật cho anh biết tất cả những người mà các anh phái tới đã bị tôi giết sạch Lê Uy Long nói, cái này, những người đó, anh nói rõ ràng hơn được không? Lãnh sự trưởng Đông Quốc chỉ biết Vĩnh Kim Bảo và các giám đốc cấp cao khác của tập đoàn Vương Lôi đã bị bắt lại không biết tin tức về nhóm lính đánh thuê của Jock và Harry. Ý tôi là đám lính đánh thuê của Jock và Harry đã bị tôi giết sạch, bọn họ đánh cắp kho báu của Long Quốc chúng tôi, đã bị tôi tiêu diệt ngay tại nơi cất giấu kho báu. Các anh hãy đợi chúng tôi gửi ảnh hiện trường sang bên đó đi. Lê Uy Long nói. Đêm qua Thiên Thành đã sai người chụp được hình ảnh thi thể những người lính đánh thuê của Jock và Harry tại nơi cất giấu kho báu, để làm bằng chứng về hành vi trộm cắp của bọn họ. Bị giết sạch tại nơi cất giấu kho báu, chứng cứ trồng chất vững vàng như núi, Đông Quốc nhất định không thể phản bác. Jock, Harry, tôi hoàn toàn không biết bọn họ, bọn họ không phải là người của Đông Quốc chúng tôi, có thể là những tên trộm nào đó, không liên quan gì đến Đông Quốc. Lãnh sự trưởng Đông Quốc lập tức chối bỏ cùng những người này có quan hệ, không thể thừa nhận bọn họ là người do cục tình báo đặc biệt của Đông Quốc sắp xếp. Đây là quy tắc của cục tình báo đặc biệt của Đông Quốc, một khi người được cử đi làm nhiệm vụ thất bại, phía chính phủ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng bọn họ có quan hệ với những người này. Được, anh không thừa nhận cũng không thành vấn đề, nhưng mà tôi muốn cảnh báo với quốc vương của các anh, nếu muốn giết Lệ Uy Long tôi thì hãy phái quân đội ra đường đường chính chính chiến đấu với Lệ Uy Long tôi, đừng dở những trò âm mưu thủ đoạn này ra với tôi. Long quốc chúng tôi là một đất nước to lớn vĩ đại với vô số nhân tài, tướng lĩnh nhiều không kể xiết, anh hùng xuất hiện lấp lấp, cho dù Lê Uy Long tôi có chết trên chiến trường, các anh cũng đừng mơ có thể tiêu diệt được Long quốc. Người không phạm ta, ta không phạm người, người đã phạm ta thì đừng trách ta không khách khí. Chúng tôi không thích chiến tranh, nhưng nếu có ai xúc phạm đến Đại Long thì dù ở xa đến đâu cũng sẽ bị trừng phạt. Nếu như không tốt, Đông quốc các anh sẽ bị Long quốc chúng tôi tiêu diệt từng chút một làm phiền anh đem những lời này của tôi truyền đạt lại cho quốc vương Đông Quốc. Lệ Uy Long mạnh mẽ, khí phách bá đạo, nghiêm túc nói ra một đống lời cảnh cáo. lãnh sự trưởng phòng ngoại giao của Đông Quốc toát mồ hôi hột, thấp thỏm lo sợ nói: được, được, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại cho quốc vương. Anh ta chỉ là một người có học thức đảm đương chức vụ ngoại giao, đối mặt với khí thế mạnh mẽ của một hộ soái hùng dũng đã trải qua nhiều trận chiến như Lệ Uy Long ở mặt khí thế đã sớm thua, anh ta nào dám phản bác một câu. Ngoài ra, tập đoàn Vương Lôi đã chứa chấp những tên lính đánh thuê âm mưu ám sát tôi chính là những kẻ bị tình nghi là xúi giục gây ra xung đột giữa hai nước, tôi đã bắt tất cả những quản lý cấp cao này để điều tra, bên các anh có ý kiến gì không?" Lệ Uy Long hỏi lại. "Tôi không có ý kiến, những doanh nhân này cũng không phải những người làm việc cho chính phủ Đông Quốc, bọn họ không thành thật kinh doanh ở Long Quốc, lại đi khơi màu mâu thuẫn." khiến cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước gặp trục trặc, bọn họ phải bị trừng phạt. Việc đã đến nước này, lãnh sự trưởng nào dám nói một chữ không? Tập đoàn Vương Lôi này là một tai họa, suýt nữa đã kích động chiến tranh giữa hai quốc gia chúng ta, không cần thiết phải tồn tại nữa. Tôi sẽ tịch thu tập đoàn Vương Lôi để làm gương dân đe. Lê Uy Long nói, được, anh có thể tịch thu nó, mấy việc này đều là do những doanh nhân đó có ý đồ xấu thực hiện. Chính phủ của chúng tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi, không phải do chúng tôi ra chỉ thị làm chuyện này." Lãnh sự trưởng của Đông Quốc nói. Bây giờ chứng cứ đã nằm trong tay của Lê Uy Long, người ta căn cứ vào chứng cứ chính xác tuyệt đối, Đông Quốc cũng không thể vì một tập đoàn Vương Lôi nho nhỏ mà đi trở mặt với Long Quốc, tình hình hiện tại chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Mỗi lời nói và việc làm của anh ta đều thể hiện thái độ của chính phủ Đông Quốc anh ta không dám kêu gào trước mặt Lê Uy Long, bởi vì trong chuyện này, anh ta biết bên mình bị đuối lý trước. Được, đã như vậy thì không còn chuyện gì nữa, tạm biệt. Lê Uy Long nói xong liền cúp điện thoại. Anh Thiên, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi sao? Thiên Thành hỏi. Đương nhiên, tôi đích thân ra tay, lãnh sự trưởng bên Đông Quốc sợ vãi đái ra quần, làm sao còn có thể bình tĩnh đàm phán được nữa? Lê Uy Long nói. Anh Thiên thật là khí phách, chỉ cần nói vài lời là có thể giải quyết xong chuyện này, thật sự là rất giỏi. Thiên Thành nói, được rồi, đừng có tâng bốc tôi, hiện tại tập đoàn Vương Lôi đã hoàn toàn là của chúng ta. Mau thu xếp thông báo tập đoàn Vương Lôi đổi chủ, Lê Uy Long nói, chương 409 anh có ngốc không? Hộ soái tập đoàn Vương Lôi đã đổi chủ, anh là chủ mới của tập đoàn Vương Lôi sao? Thiên Thành hỏi, với tư cách là tổng tư lệnh của quân đội, Gánh vác trách nhiệm là bảo vệ gia đình và đất nước, đất nước luôn trong tâm trí, làm sao có thời gian để quản lý tập đoàn Vương Lôi này? Anh có ngốc không?" Lê Uy Long cạn lời. "Phải, tôi đã nhất thời mơ hồ, đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy. Vậy thì ai sẽ tiếp quản tập đoàn Vương Lôi này?" Thiên Thành hỏi. "Đương nhiên là giao cho chị dâu của cậu tiếp quản." Lễ Vĩnh Thiên nói. "Được rồi, tôi biết phải làm thế nào." Thiên Thành nói bây giờ những gia đình hợp tác với tập đoàn vương lôi biết tin tập đoàn vương lôi bị niêm phong chắc chắn đã lo lắng giống nòng dạ nóng như lửa đốt ngày mai tôi sẽ công bố tập đoàn vương lôi trực thuộc tập đoàn galaxy hôm nay trước tiên phải khiến họ lo lắng là điều tốt lê uy long nói được rồi chúng ta hãy tổ chức một cuộc họp báo vào ngày mai để chính thức thông báo rằng tập đoàn vương lôi sẽ được sáp nhập vào tập đoàn galaxy và do chị dâu tiếp quản thiên thành nói có thể mở một cuộc họp báo cũng là cần thiết Lê Uy Long nói, Vĩnh Kim Bảo và các quản lý cấp cao khác của tập đoàn Vương Lôi đã được áp giải đến chiến trường phía Nam, anh định đối phó với họ như thế nào? Thiên Thành hỏi lại, hãy để Minh Hải kiểm tra kỹ lưỡng, bất cứ ai liên quan đến vụ án này sẽ bị xử tử vì tội gián điệp. Ngay cả khi họ không liên quan trực tiếp đến chuyện này, nhưng họ với tư cách là những quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi, chắc chắn biết được được sự hiện diện của lính đánh thuê, cũng không thể dứt bỏ quan hệ. Nếu tội không nặng, cũng phải giam hắn 18 năm mới thả hắn đi, để cho bọn họ hối hận khi đến Long Quốc. Lệ Uy Long không bao giờ mềm lòng trước kẻ thù. Những người này từng muốn ám sát anh hoặc phá hoại tập đoàn Galaxy, tuyệt đối không thể tha cho họ, cần phải để cho họ trả một cái giá thật đắt. Đúng, tôi lập tức gọi cho trưởng phòng vũ để truyền đạt mệnh lệnh của anh. Ngay khi Thiên Thành nói xong, anh ấy lấy điện thoại di động ra gọi cho Minh Hải. Sau khi Thiên Thành truyền đạt mệnh lệnh cho Minh Hải xong, lê uy long lại nói những người lính của chúng ta đã trải qua một trận chiến đêm qua thức cả đêm và mệt mỏi hãy báo những người bảo vệ đến phụ trách trông coi tập đoàn vương lôi được rồi tôi lập tức gọi cho ánh hạ ngay thiên thành nói đừng gọi cho ánh hạ gọi cho cấp trên của cô ấy là cục trưởng vu để cục trưởng vu thông báo cho cô ấy bởi vì ánh hạ bây giờ còn chưa biết thân phận của chúng ta cô ấy sẽ không nghe lệnh của chúng ta lê uy long nói a à, bởi vì Chu Nhược Mai không để anh tiết lộ thân phận, cho nên tạm thời cũng không định để Ánh Hạ biết thân phận của anh. Được, vậy bây giờ tôi sẽ gọi cho cục trưởng Vu. Thiên Thành sau khi nói xong lập tức gọi điện cho cục trưởng Vu, nhờ ông ấy sắp xếp Ánh Hạ cử người trông coi tập đoàn Vương Lôi, không cho ai xông vào gây rối. Cục trưởng Vu không dám lơ là, lập tức thông báo cho Ánh Hạ sắp xếp người tới. Ánh Hạ nhận được chỉ thị của cấp trên, đương nhiên cũng không dám lơ là lập tức sắp xếp người đến lúc này lê uy long nói với hà ngọc lan hà ngọc lan cô đến chịu trách nhiệm đặt phòng khách sạn anh đặt khách sạn làm gì hà ngọc lan ngạc nhiên hỏi đêm qua chúng ta đã thắng lớn tất cả lính đánh thuê của harry trong một trận ngã nhào các binh sĩ đã vất vả đặt phòng khách sạn đương nhiên là mở tiệc chiêu đãi bọn họ lê uy long nói hà ngọc lan lập tức vui vẻ nở nụ cười hộ soái của chúng ta trở nên hào phóng như vậy từ khi nào thế? Nói tôi giống như rất keo kiệt, cần chiêu đãi, tôi có khi nào ít hơn các người. Cô không phải rất thích ăn sao? Mau sắp xếp đi, Lê Uy Long nói, bởi vì nhóm tinh nhuệ của Minh Hải cũng có 100 người đóng giữ ở đây, số người hơi đông, cho nên cần phải đặt trước khách sạn. Trường 410 tôi sẽ sắp xếp ngay. Nói giống như tôi là một người mê ăn, Hà Ngọc Lan có chút không hài lòng lẽ nào không phải nếu không vậy thì hủy đi lê uy long nói hà ngọc lan đột nhiên có chút vội vàng không không cần tôi lập tức sắp xếp ngay hãy nhớ rằng cần khiêm tốn chúng ta là những người lính phải chú ý đến hình ảnh của mình đúng rồi đừng quên gọi cho lưu bảo thông lê uy long dặn dò biết rồi sau khi ánh hạ cho người đến phụ trách trông coi tập đoàn vương lôi lê uy long cho người của anh rời đi dẫn họ đến khách sạn do Hà Ngọc Lan đặt trước, dùng một bữa ăn nhẹ, coi như một bữa tiệc ăn mừng. Sau khi ăn xong, Lệ Uy Long để nhóm tinh nhuệ của Minh Hải quay trở lại chiến trường phía Nam. Buổi tối, khi Chu Nhược Mai tan làm, Lệ Uy Long lại lái xe đến đón cô về nhà. Sư Hân, tập đoàn Vương Lôi trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng đã trở nên tốt đẹp. Sáng sớm mai, sẽ có thông báo chính thức rằng tập đoàn Vương Lôi sẽ thuộc về tập đoàn Galaxy, do em tiếp quản em phải chuẩn bị tâm lý lê uy long nói nhanh như vậy đã xong việc chu nhược mai vô cùng kinh ngạc tập đoàn vương lôi đã mở rộng rất nhiều dự án không thể trì hoãn quá lâu đương nhiên hãy thực hiện chúng nhanh một chút nếu không các đối tác không phải sẽ phát điên lên sao lê uy long nói để em tiếp quản một tập đoàn lớn như vậy một lúc em thực sự chưa chuẩn bị tâm lý chu nhược mai nói vậy nên anh đã nói trước với em rằng buổi họp báo đã được chuẩn bị cho em ngày mai em phải tham gia buổi họp báo này để chính thức thông báo rằng tập đoàn vương lôi sẽ do em tiếp quản lê uy long nói được rồi nếu đã sắp xếp ổn rồi em chỉ có thể tham gia chu nhược mai nói sau khi tiếp quản tập đoàn vương lôi thân phận và địa vị của em sẽ được nâng lên một tầm cao mới trở thành một người doanh nhân thu hút sự chú ý nhất thành phố đà lạt lê uy long nói cho dù không tiếp quản tập đoàn vương lôi với thân phận của tổng giám đốc tập đoàn galaxy không ai có thể so sánh được chu nhược mai nói ừ em định làm gì với dự án hợp tác ban đầu của tập đoàn vương lôi lê uy long hỏi mức giá mà tập đoàn vương lôi đưa ra đã quá cao tất nhiên không thể thực hiện đúng như hợp đồng ban đầu cần phải ký lại hợp đồng mới để có thể hạ giá thậm chí thấp phải thấp hơn giá thông thường mà tập đoàn galaxy đưa ra chu nhược mai nói bằng cách này, các đối tác đó không phải sẽ tạo phản sao. Lê Uy Long nói, bọn họ thích làm hay không, dù sao tập đoàn Vương Lôi bị vì phạm tội mà bị bọn họ tịch thu, tương đương với một đống hỗn độn do em tiếp quản. Từ ngày mai, tập đoàn Vương Lôi sẽ không tồn tại nữa, đến lúc đó tập đoàn Vương Lôi chỉ là một chi nhánh dưới danh nghĩa của tập đoàn Galaxy. Tập đoàn Vương Lôi không tồn tại nữa nên đương nhiên hợp đồng đã ký trước đó cũng không có giá trị. Nếu họ muốn tiếp tục làm những dự án đó thì phải ký hợp đồng mới." Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long đột nhiên nhận ra nói, "Có lý, em thực sự thông minh." Họ đã đầu tư rất nhiều tiền, để lấy lại giá vốn, dù giá thấp thì cũng đã kết thúc dự án. Những đối tác này trước đây họ lật lọng, bây giờ rơi vào trong tay em, bị em nắm được nhược điểm của họ, không tàn nhẫn thì sẽ không giết được họ lần này, khó hiểu nỗi hận thù trong lòng, Chu Nhược Mai nói. "Ha ha, em quá cá tính." Nghe em nói như vậy, anh yên tâm hơn rồi. Lê Uy Long nói. mười 411 nếu họ muốn hợp tác. Doanh nhân mà, luôn hướng tới mục tiêu kiếm tiền. Tập đoàn Vương Lôi này đã từng khiến em tổn thương rất sâu, nhưng không ngờ cuối cùng nó đã trở thành công ty của em. Những đối tác phản bội em trước đây, nằm mơ sẽ không nghĩ rằng tập đoàn Vương Lôi sẽ xa suốt nhanh như vậy. Những dự án họ thực hiện, cuối cùng đã trở về bên em, do em phụ trách chúng. Chu Nhược Mai nói. Đúng vậy, tập đoàn Vương Lôi này tương đương với có thần linh phù hộ, mê hoặc những người này đầu tư, những người này vừa bỏ tiền vào nhưng tập đoàn Vương Lôi đã biến mất, khiến họ rơi vào tình thế khó xử. Nếu họ không tiếp tục hợp tác với em thì số tiền đã đầu tư sẽ mất sạch, nếu hợp tác với em thì chỉ có thể do em áp bức họ. Lê Uy Long nói. Đúng, là như thế. Họ sẵn sàng ký lại hợp đồng mới và hoàn thành dự án. Mặc dù không có lợi nhuận nhưng họ có thể lấy lại vốn. Chu Nhược Mai nói được rồi cứ làm như thế này đi dù sao thì anh cũng không hiểu lắm em có thể tự mình quyết định lê uy long nói sáng sớm hôm sau một tin tức nặng nề khác lan truyền trên các phương tiện truyền thông chính thức tổng giám đốc tập đoàn vương lôi vĩnh kim bảo và tất cả các quản lý cấp cao đã bị quân đội bắt giữ vì tham gia vào các hoạt động gián điệp với bằng chứng thuyết phục tập đoàn vương lôi một doanh nghiệp của đông quốc đã sụp đổ chỉ sau một đêm và bị tịch thu vô điều kiện tin tức nặng nề Bộ chính phủ quyết định giao tập đoàn Vương Lôi cho tập đoàn Galaxy tiếp quản. Chu Nhược Mai, tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 10 giờ sáng nay. Những tin tức nặng nề này lần lượt được đưa ra, khiến giới kinh doanh ở thành phố Đà Lạt một lần nữa bùng nổ. Không ai có thể ngờ rằng các quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi lại đến thành phố Đà Lạt để thành lập công ty, lại còn đến đây làm gián điệp cũng không ai có thể ngờ rằng tập đoàn Vương Lôi giàu có và hùng mạnh sẽ bị tịch thu vô điều kiện, Đông Quốc cái giám bên này cũng không dám hạ bệ. Tất nhiên, càng không ai có thể ngờ rằng tập đoàn Vương Lôi, từng là đối thủ của tập đoàn Galaxy, cuối cùng lại được sáp nhập vào tập đoàn Galaxy và trở thành công ty con của tập đoàn Galaxy. Chu Nhược Mai, người bị họ phản bội, lại trở thành chủ nhân mới của tập đoàn Vương Lôi. Các gia tộc lớn đều hoảng sợ, ai cũng có thể tiếp quản tập đoàn Vương Lôi, chỉ là họ không muốn chu Nhược Mai tiếp quản. Bởi vì, trước đây khi tập đoàn Galaxy và tập đoàn Vương Lôi đấu đá nhau, bọn họ lần lượt phá bỏ hợp đồng với chu Nhược Mai, chọn tập đoàn Vương Lôi, biến cô làm kẻ thù để cô phạm tội. Bây giờ chu Nhược Mai tiếp quản tập đoàn Vương Lôi, bản thân chắc chắn sẽ không có quả tốt. Vào lúc 10 giờ sáng, chu Nhược Mai đã tổ chức họp báo đúng giờ để công bố chính thức tiếp quản tập đoàn Vương Lôi. Chu Nhược Mai đã có một bài phát biểu cho biết rằng tập đoàn Vương Lôi đã không còn tồn tại và đã được hợp nhất vào tập đoàn Galaxy, trở thành một chi nhánh của tập đoàn Galaxy. Đồng thời cũng trình bày định hướng và kế hoạch tương lai của tập đoàn Galaxy sau khi tập đoàn Vương Lôi được gia nhập. Cuối cùng, điều quan trọng là nếu các đối tác đã từng hợp tác dự án với tập đoàn Vương Lôi trước đây, nếu muốn tiếp tục hợp tác thì phải ký lại hợp đồng và định giá lại. Đồng thời có ghi rõ là giá sẽ giảm đáng kể, thấp hơn trước rất nhiều. Nếu không muốn tiếp tục hợp tác thì tập đoàn Galaxy cũng không ép buộc, sẽ tìm đối tác khác hoàn thiện nốt phần dự án còn dang dở. Những gia tộc lớn xem họp báo trước TV hoặc máy tính càng hoảng sợ hơn khi nghe Chu Nhược Mai nói câu này, họ đều có dự cảm rằng Chu Nhược Mai nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này mà hạ giá. Nhiều phóng viên đã đến buổi họp báo đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau cho Chu Nhược Mai. Chương 412 kết thúc họp báo. Chu Nhược Mai trả lời từng người một. Sau khi kết thúc họp báo, Đại gia đình đã triệu tập một cuộc họp khẩn để bàn luận biện pháp đối phó. Lúc này, tại nhà họ Chu. Thật không ngờ, tập đoàn Vương Lôi sẽ trở thành công ty con của gia đình Chu Dư chúng tôi. Bằng cách này, chúng ta không cần phải lo lắng về những hạng mục không thể tiếp tục tiến hành, Chu Dư của chúng ta được cứu rồi, đúng là ông trời không phụ lòng chúng ta." Bà Hoàng vừa nói vừa cười ha ha. "Mẹ, tập đoàn Vương Lôi trở thành công ty con của Chu Dư chưa hẳn đã là chuyện tốt." mẹ không nghe cô ta đã nói trong buổi họp báo rằng nếu muốn tiếp tục hợp tác thì bắt buộc phải ký lại hợp đồng hơn nữa phải hạ giá sao tại sao không phải là chuyện tốt đây là chuyện quá tốt mới đúng không thể có kết quả nào tốt hơn thế này nếu đổi lại là người khác tiếp quản tập đoàn vương lôi có lẽ người khác đã không bàn bạc với chúng ta nữa rồi hơn nữa dư hân lại còn là một phần của gia đình chúng ta cô ấy nhất định định sẽ đối đãi tốt với nhà chúng ta cô ấy sẽ nhượng bộ không điều chỉnh giá xuống quá thấp thậm chí là chấp nhận giá gốc tiếp tục hợp tác với chúng ta bà hoàng nói nhưng mẹ đừng quên rằng lần trước ở bữa tiệc gia đình bọn họ đã xé rách mặt của nó chế nhạo nó ngay tại đó lại còn phá hoại thỏa thuận của nó mẹ nghĩ là nó vẫn sẽ đối đãi đặc biệt tốt với tập đoàn chu thị chúng ta hay sao thúy họa nói con lo lắng làm gì chúng ta cũng không phải lần đầu chế nhạo nó cuối cùng thì nó vẫn vậy vẫn giúp đỡ chúng ta hay sao bà hoàng nói Đúng vậy, con bé Dư Hân này rất lương thiện nhất định không để tâm chuyện này đâu. Trước sau gì thì nó cũng là người của nhà Chu Dư, không giúp chúng ta thì giúp ai đây? Chu Hữu Lộc nói. Đúng vậy, ta đã theo dõi nó từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn, đã quá hiểu rõ con bé này rồi. Chỉ cần chúng ta có một chút thành ý thì nó nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta thôi. Bà Hoàng nói. Con thấy không hẳn là như vậy đâu. Lần trước mọi người quá đáng như vậy, trong lúc Chu Nhược Mai khó khăn và cần sự giúp đỡ nhất thì mọi người lại dậu đổ bìm leo một. Không những không giúp cô ấy mà còn phá vỡ thỏa thuận, điều này đã khiến trái tim cô ấy tổn thương rất nhiều. Có lẽ cô ấy đã quá thất vọng về nhà họ Chu chúng ta nên sẽ không có chuyện đối đãi tốt với tập đoàn Chu Thị đâu, Chu Hòa nói. Dậu đổ bìm leo, thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại. Nó có quan tâm tới chúng ta hay không, chúng ta đừng ở đây đoán mỏ nữa, Tối nay đặt tiệc rồi mời nó đến ăn cơm rồi hỏi thăm nó không phải là biết ngay hay sao?" Bà Hoàng nói. "Con không nghĩ rằng sau này con bé sẽ quay lại nhà họ Chu đâu. Con là bố ruột của nó, không ai hiểu nó bằng con đâu." Mặc dù tính tình con bé rất lương thiện nhưng vẫn rất cá tính. Chu Hòa nói. "Không thể nào, bây giờ con gọi điện thoại cho nó, mời nó tối nay về nhà ăn cơm, chắc chắn con bé sẽ đồng ý thôi." Bà Hoàng nói. Muốn gọi thì mẹ tự gọi đi, lần trước mọi người bắt con phải phá vỡ thỏa thuận với con bé, con không còn mặt mũi nào gọi điện cho nó nữa đâu." Chu Hòa nói. Sau khi Chu Nhược Mai kết thúc buổi họp báo, Lê Uy Long lái xe chở cô quay về công ty. Trên đường đi, điện thoại của cô chợt rung lên. Trông thấy số gọi đến là bà nội, cô sốt ruột bắt máy, "Chuyện gì?" "Sư Hân, bà nội nhớ con, tối nay bà nội có đặt một bữa tiệc gia đình, con về ăn cơm với mọi người nhé." Bà Hoàng nói: Ăn cơm gì, không phải là tôi không có cơm ăn, tôi thấy mấy người không phải muốn mời tôi ăn một bữa cơm đâu, mà muốn tôi trở về làm trò để mấy người chế nhạo mà thôi." Chu Nhược Mai tức giận nói, cho dù bà ta có là bà nội của mình thì cô cũng không muốn gặp mặt những người đấy. Bởi vì bao nhiêu năm qua cô đã nhìn quá rõ bộ mặt của những người nhà họ Chu đó, lúc bản thân còn giá trị lợi dụng thì bọn họ mới nịnh nọt lấy lòng cô một chút, lúc cô lâm vào cảnh túng quẫn thì liền trở mặt dậu đổ bìm leo. Cô thực sự rất chán ghét bộ mặt nịnh bợ của những người này rồi. Cái gọi là bữa tiệc gia đình, không một lần nào cả nhà có thể vui vẻ cùng nhau ăn cơm, toàn phải giả vờ giả vĩnh, hà cứ gì phải quay về để tự chuốc lấy nhục nhã. chương 413 bà Hoàng nghẹn ngào. Bà nội chu rất tự tin dự đoán trước mọi chuyện trong lòng. Bà cho rằng Chu Nhược Mai nhất định sẽ bỏ qua những cuộc cãi vã trước đây mà nhượng bộ quay về ăn bữa cơm này, không ngờ rằng cô lại dám nói năng như vậy với bà ta câu nói vừa rồi của chu nhược mai khí bà nội chu không khỏi nghẹn ngào chu nhược mai bà là bà nội của con sao con lại nói chuyện với bà như thế mặc dù rất tức giận nhưng hiện tại bà ta đang cần sự giúp đỡ của chu nhược mai nên đành phải nén giận bà là bà nội của tôi nhưng bà đã bao giờ xem tôi là cháu gái của bà chưa lúc tôi còn giá trị lợi dụng thì bà dùng mọi cách để chiều lòng tôi Lúc tôi hết giá trị lợi dụng thì bà lập tức đá tôi ra khỏi cổng, thậm chí bà còn đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trước mặt biết bao nhiêu người, các người xem tôi là cái gì? Gần đây tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, tôi đã quá thất vọng về các người rồi. Tôi không còn là chu nhược mai của trước đây nữa, không phải bất cứ khi nào các người gọi thì tôi đều có mặt nữa đâu, tôi có tôn nghiêm của tôi." Chu Nhược Mai càng nói càng tức giận. Lệ Uy Long đang lái xe bên cạnh nghe thấy Chu Nhược Mai dám chọc giận bà nội mình, không khỏi kinh ngạc. Mặc dù anh đã sớm biết Chu Nhược Mai sẽ không ban ơn cho nhà họ Chu thêm lần nào nữa nhưng cũng không ngờ rằng cô lại oán hận bà nội mình như vậy. Bởi vì Chu Nhược Mai luôn là kiểu người phụ nữ đoan trang hiền diệu, trước giờ đều nhẫn nhịn. Bây giờ đột nhiên thấy cô ấy phát tiết như vậy, nếu không biết cô là thuộc nữ từ trước thì nhất định anh sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ đanh đá. Nhưng Lê Uy Long đương nhiên biết rằng bà nội Chu và những người khác trong cái nhà đó vô cùng đáng ghét. Bây giờ Chu Nhược Mai hoàn toàn bộc phát như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì ân oán một khi đã tích tụ quá lâu thì đến một ngày nào đó cũng sẽ phải bùng nổ. Bà nội Chu đỏ mặt khi bị Chu Nhược Mai nói như vậy. Bà hồi tưởng lại những việc mình đã làm trước đây, quả thực là như vậy. Không phải bà chỉ có ý tốt tổ chức tiệc muốn mời con về dùng bữa thôi hay sao, sao con phải nói như vậy làm gì? Bà nội Chu nói. Ý tốt mời tôi dùng bữa? Lúc tập đoàn Galaxy của tôi lâm vào tình trạng khốn đốn sao không thấy các người mời tôi về dùng bữa? Nhưng hôm nay vừa nghe tin tôi tiếp quản tập đoàn Vương Lôi liền mời tôi về nhà ăn cơm, đừng nghĩ rằng tôi không biết các người có kế hoạch gì, không phải là chỉ muốn tôi hợp tác với Chu thị bằng một cái giá cao sao? Ngay lúc nhận được điện thoại của bà nội, không cần bà ta nói cô cũng đã đoán được mưu đồ của bọn họ. Loại tình huống này giống như khi bạn có tiền, những người bạn từ lâu đã không liên lạc đột nhiên gọi điện thoại cho bạn không cần đối phương mở miệng cũng đoán được bọn họ gọi đến để mượn tiền. Khi bạn lâm vào tình cảnh khó khăn, không ai hỏi han quan tâm gì. Kể cả khi có người quan tâm đến bạn cũng chỉ là đang muốn chế nhạo cười cợt bạn mà thôi. Nhưng lúc bạn đột nhiên giàu có thì những người gọi là bạn đó lại nườm nượp gọi điện thoại cho bạn hỏi mượn tiền. Bà nội Chu bị Chu Nhược Mai lật tẩy mưu đồ của mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, không còn cách nào khác đành nói những gì cần nói cũng đã nói rồi vậy thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn vừa nãy ta nhìn thấy buổi họp báo của con trên tin tức bây giờ con đã tiếp quản tập đoàn vương lôi rồi có thế nào chấp nhận ký vào hợp đồng hợp tác với tập đoàn chu thị với giá ban đầu không không được chúng tôi không thể mua với mức giá cao như vậy được tôi đã nói trong buổi họp báo rồi tất cả các hạng mục hợp tác với tập đoàn vương lôi đều phải được bàn luận và ký kết lại mới mức giá thấp hơn tập đoàn chu thị cũng không ngoại lệ muốn tôi đặc cách với chu thị ư đừng hòng chu nhược mai nổi giận đùng đùng nói bà nội chu vừa nãy còn cố nuốt nước bọt nhẫn nhịn nhưng bây giờ nghe thấy chu nhược mai từ chối thẳng thừng không nể nang tình nghĩa như vậy cuối cùng bà ta cũng nổi giận quát hôm nay mày ăn trúng thuốc nổ rồi à có phải mày cảm thấy mình cứng cáp rồi hiện tại đang nắm giữ tập đoàn vương lôi nên không xem bà nội và nhà họ chu ra gì nữa rồi phải không bà ta thân là trưởng bối chủ của một gia tốc từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với bà ta như vậy. Đột nhiên hôm nay bị đứa cháu gái chọc giận như vậy đương nhiên là không nhịn nổi cục tức này rồi. Chương 414 Bà ta nghĩ. Bà ta cho rằng sự uy nghiêm của bậc trưởng bối có thể chèn ép được Chu Nhược Mai. Tuy nhiên Chu Nhược Mai lại thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Tôi cảm thấy bản thân mình đủ cứng cáp rồi đấy, sao nào? Lần trước khi tập đoàn Galaxy gặp khó khăn, các người còn nhân thời cơ hãm hại tôi phá vỡ thỏa thuận với tôi, lúc đó tôi đã quá thất vọng về nhà họ Chu rồi. Bà nội Chu nghe thấy Chu Nhược Mai nói vậy, giận đến nỗi suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Chu Nhược Mai, tối nay mày dám không về nhà ăn cơm và không cho Chu Thị một cái giá hợp lý thì từ này về sau mày đừng hòng về nhà nữa. Bà nội Chu đã tức giận đến nỗi hoa mắt rồi vẫn muốn dùng chuyện này để đe dọa Chu Nhược Mai. Nói như tôi không về nhà họ Chu thì không có cơm ăn nữa vậy, bà không cần phải đem chuyện này ra để uy hiếp tôi không về thì không về dù sao thì có về đó cũng phải chịu sỉ nhục thôi tôi cũng không muốn về đó lâu rồi về phần hợp tác với tập đoàn chu thị nếu các người chấp nhận cái giá tôi đề ra thì chúng ta hợp tác nếu không thì cũng chả sao cả dù sao cũng có rất nhiều đối tác khác đang cạnh tranh với nhau để được hợp tác với tôi chu nhược mai lãnh đạm nói mày bà nội chu tức giận đến nỗi tái mét cả mặt bà ta giận dữ nói mày đã tuyệt tình như vậy đại nghịch bất đạo tao sẽ trục xuất mày ra khỏi gia tộc nhà họ chu cắt đứt quan hệ với mày từ nay về sau mày không còn là người nhà họ chu nữa cũng không còn là cháu gái của tao nữa được những lời này do chính miệng bà nói ra đoạn tuyệt tình nghĩa đúng không được thôi không vấn đề gì dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị đuổi khỏi nhà ngày mà tôi kết hôn lúc mà lê uy long còn chưa tới rước dâu thì bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ chu trước mặt biết bao nhiêu người bà cũng đâu có thèm đoái hoài gì tới cảm nhận của tôi. bây giờ bà lại đuổi tôi ra khỏi nhà họ chu à? tôi tác thành giúp bà. chu nhược mai nói. lê uy long vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy chu nhược mai chấp nhận đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu. xem ra cô đã phải nhẫn nhịn những ấm ước này từ rất lâu rồi. sau đó chu nhược mai lại nói từ sau khi ông nội mất tôi đã không còn chút lưu luyến nào với nhà họ chu rồi. bà đã đề nghị đoạn tuyệt quan hệ với tôi vậy thì đoạn tuyệt đi từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ quay về cái nơi đó nữa. Còn nữa, Lệ Uy Long chồng tôi, từ nay về sau cũng không phải cháu dễ của nhà họ Chu nữa mà là tôi được gả vào nhà họ Lê. Sau này con của tôi và Lê Vĩnh Thụy sẽ mang họ Lê thay vì họ Chu. Chu Nhược Mai nói hết những gì muốn nói, không đợi bà nội Chu trả lời, cô đã trực tiếp ngắt máy. Những năm vừa qua cô đã chịu đựng quá đủ rồi, cô không muốn đóng vai đứa cháu tốt trong cái nhà đó nữa, cô phải thoát ra khỏi sự kiểm soát của nhà họ Chu thì mới có thể giành lấy tự do của chính mình. Muốn làm được chuyện lớn thì phải vạch ra ranh giới với những kẻ cậy quyền thế lợi dụng người khác như những người này, không thể để bọn họ trở thành vật cản đường mình, cho dù bọn họ có là người nhà của mình thì cũng phải cự tuyệt quan hệ. Lệ Uy Long nghe thấy Chu Nhược Mai nói rằng sau này con của bọn họ sẽ mang họ Lê đột nhiên cảm thấy vô cùng sướng sờ. Bởi vì theo phong tục nhập ra ở dễ thì anh là con rể được gửi vào nhà họ Chu, nếu như có con thì đứa con bắt buộc phải mang họ Chu để đảm nhận việc hương khói của gia tộc họ Chu. Và hiện tại, Chu Nhược Mai không chỉ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Chu mà còn tự mình tước đoạt đi thân phận con rể của anh. Lệ Uy Long rất không mong muốn đứa con của mình mang họ Chu, đường đường là một thần vệ hổ, đương nhiên anh phải có con cháu nối dõi, nếu như sau này con của bọn họ thực sự mang họ Chu mà không phải họ Lê thì đúng là trò cười cho thiên hạ rồi. Chương 415 Bà Hoàng nổi giận. Bà nội chu nghe thấy những lời chu nhược mai nói trong điện thoại, trái tim bà như muốn vỡ ra, nghe thấy tiếng cúp điện thoại, bà ta hoàn toàn nổi giận. Phục tương đương một chút máu tồn động lâu ngày cuối cùng cũng phun ra ngoài. Lúc bà nội chu gọi điện thoại cho chu nhược mai tất cả mọi người trong nhà họ chu ngồi bên cạnh đều nghe thấy, bây giờ chứng kiến bà nội chu giận đến nỗi phun ra một ngụm máu tất cả đều trở nên sững sờ. Mẹ! Bà nội! Tất cả bọn họ lần lượt tiến tới gần, đỡ bà ta dậy mẹ mẹ sao vây chu hòa sốt ruột hỏi mặc dù bà nội chu phun một ngụm máu nhưng cũng không tới mức không qua khỏi một lúc sau bà cũng bình tĩnh trở lại con gái ngoan của con đó nó quá đáng lắm rồi nó còn đòi cắt đứt với nhà họ chu chúng ta đoạn tuyệt quan hệ bà nội chu nổi giận đùng đùng quát mọi người sau khi nghe bà nội chu nói vậy đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc mẹ không phải là mẹ đòi đoạn tuyệt quan hệ với chu nhược mai trước sao vừa nãy con nghe rất rõ mẹ nói với con bé rằng mẹ đòi trục xuất nó ra khỏi nhà họ chu đoạn tuyệt quan hệ với con bé chu hòa nói là ta nói trước thì sao ta chỉ muốn dọa nó sợ một chút không ngờ rằng nó lại đòi làm thật xem ra nó đã oán hận chúng ta từ rất lâu rồi bà nói chu hung dữ nói cái con chu nhược mai này thật quá đáng đúng là đồ phản nghịch bất hiếu ỷ bản thân mình vừa có chút tiền đồ đã dám cắt đứt quan hệ với chúng ta Đúng là nuôi một con sói mắt trắng mà." Thúy Họa nói. "Đúng vậy, không ngờ rằng nó là hạng người như vậy, ăn cháo đá bát, lợi oán báo ơn, mất hết tính người, đúng là nhà họ Chu chúng ta uổng công nuôi nó bao nhiêu năm qua." Chu Hữu Lộc nói. "Không thể nói như vậy được, con bé trở nên thế này lẽ nào không phải là do lỗi của các người hay sao? Những năm vừa qua, các người đã nhạo báng sỉ nhục nó, lẽ nào các người không áy náy chút nào sao?" Chu Hòa thân là cha ruột đương nhiên phải nói vài lời thay cho con gái mình chúng ta là đang giáo dục nó chỉ có điều là phương pháp dạy dỗ của chúng ta có hơi đặc biệt hơn người khác chứ không phải là nhạo báng sỉ nhục nếu không có sự dạy dỗ của chúng ta thì nó có thể có được ngày hôm nay sao thúy họa ngụy biện anh hai mặc dù có đôi lúc chúng ta hơi quá đáng với con bé nhưng chúng ta là cha chú của nó nó là con cháu không phải nên để trong lòng thôi sao giống như khi nãy thân là con cháu sao có thể nói ra những câu đại nghịch bất hiếu như vậy với bà nội mình. Chu Hữu Lộc nói, đúng, nó là do một tay chúng ta dạy dỗ, sao có thể oán trách chúng ta như vậy được. Thúy Họa nói, Chu Hòa không cãi lại vợ chồng bọn họ, cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với hai người đó nữa. Lúc này, bà nội Chu lại nói cái con dư hân này, không những cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu mà còn không cho Lê Uy Long ở dễ nhà chúng ta. Nó muốn đoạn tuyệt với chúng ta, con cái của nó sau này sẽ không mang họ chu nữa mà là họ lê. Mẹ, cái tên bỏ đi lê uy long đó mà có quay về đây cũng vô dụng mà thôi, nó không làm con dễ của nhà chúng ta nữa thì càng tốt, người khác khỏi chê cười nhà họ chu chúng ta không có mắt chọn con dễ. Thúy Họa nói, đúng vậy, dù sao thì chu nhược mai cũng đã cắt đứt quan hệ với nhà chúng ta thì cứ để con của nó mang họ lê đi, chúng ta cũng không phải là không có người nối dõi. Chu Hữu Lộc nói, không sai, nhà họ chu chúng ta không phải vẫn còn phi dương sao phi dương thân là cháu trai của mẹ cho nên thằng bé có thể tiếp quản nhà họ chu không cần con của chu nhược mai và đứa cháu rể đó nữa thúy họa nói chu hữu lộc và thúy họa luôn lo lắng rằng con của chu nhược mai và lê vĩnh ngọc sau này sẽ chiếm hết tài sản của nhà họ chu bọn họ luôn cầu mong chu nhược mai mau chóng bị đuổi ra khỏi nhà bây giờ thì chính chu nhược mai là người yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ với nhà chu đúng là cầu còn không thấy được rồi, không nói chuyện này nữa, ngay cả Chu Nhược Mai cũng đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu chúng ta rồi thì cái tên Lê Uy Long đó cũng là đồ bỏ đi, con của bọn nó muốn theo họ gì thì theo." Bà nội Chu nói. "Vậy chuyện hợp tác giữa tập đoàn Đế Hào và Chu thị thì sao, nó đồng ý với điều kiện của chúng ta chứ?" Chu Hữu Lộc nói. "Không đồng ý, chính bởi vì nó không chịu nói lý nên ta mới tức giận đòi đoạn tuyệt quan hệ với nó." Bà nội Chu nói vậy bây giờ phải làm sao? Vốn của chu thị chúng ta gần như đã đổ vào đầu tư dự án đó, nếu không tiếp tục thì chúng ta sẽ mất cả chỉ lần trai. chu hữu Lộc nói, nó đồng ý hợp tác nhưng chỉ là tái ký hợp đồng, giá cả giống như những người khác, nhất định sẽ rất thấp. Bà nội chu nói, nếu như giá quá thấp thì sẽ không có lợi nhuận, làm như vậy cũng như không thôi. chu hữu Lộc nói, Văn Thiệu, con là cha đẻ của Dư Hân, con đích thân ra mặt đi, đi bàn bạc với nó xem nó chịu nâng giá lên chút nào không bà nội chu ra lệnh mẹ con không muốn đi lần trước mọi người lừa con và cả dư hân phá vỡ thỏa thuận với con bé từ sau đợt đó con không còn mặt mũi nào bàn chuyện hợp tác với con bé nữa rồi chu hòa từ chối thẳng thừng con dám chống lại mệnh lệnh của mẹ hay sao bà nội chu đột nhiên lại tức giận trở lại trước đây dư hân đã không dễ dàng gì mới đem hợp đồng về cho chu thị được vậy mà mọi người thấy tập đoàn đế hào kia có khả năng kiếm lợi tốt liền ép con phá vỡ hợp đồng với con bé bây giờ tập đoàn đế hào không ổn rồi thì lại muốn con đi cầu xin con bé thay đổi thất thường như vậy cho dù con có là cha đẻ của nó cũng không bàn bạc với nó đâu chu hòa nói đúng là cha nào con nấy cha con chúng mày đúng là bất hiếu từ trước đến nay không thèm quan tâm đến lợi ích của gia tộc bà nội chu phẫn nộ lúc này tô ánh tuyết sung phong nói mẹ mẹ đừng nổi giận nữa con là mẹ ruột của Dư Hân, con bé nhất định sẽ nể mặt con, hay là để con ra mặt lần này đi, con sẽ thuyết phục con bé. Được, nếu như con có thể thuyết phục được nó thì đúng là lập công lớn cho nhà họ Chu rồi." Bà nội Chu nói. "Mẹ, mẹ yên tâm, chỉ cần con ra mặt, nhất định sẽ thuyết phục được Dư Hân." Tô Ánh Tuyết ỷ vào thân phận mẹ ruột của Chu Nhược Mai rất tự tin khẳng định. Chương 416: Con đúng là Dâu Thảo. Lệ Bình con đúng là dâu thảo của nhà họ Chu chúng ta. Văn Thiệu, con thân là đàn ông mà lại vô dụng giống như thằng con rể Lê Uy Long kia, vợ của con còn giỏi hơn con nhiều." Bà nội Chu nói. Tô Ánh Tuyết rất vui vẻ khi nhận được lời khen từ bà nội Chu. Thân là con dâu nhà họ Chu, đương nhiên muốn lập công cho nhà họ Chu để nâng cao địa vị trong nhà của mình lên mấy bậc. Chỉ cần lần này có thể thương lượng chuyện làm ăn với con gái thành công thì bà có thể trở thành công thần của nhà họ Chu rồi địa vị nhất định sẽ thẳng tiến. Sau khi Chu Nhược Mai cúp điện thoại của bà nội Chu thì lập tức nói với Lê Uy Long, vừa rồi em mới chọc giận bà nội, lại còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Chu. Em làm như vậy có phải là quá vô tình rồi không? Không phải, em làm đúng lắm, Lê Uy Long nói. Có phải anh đã oán hận nhà họ Chu từ lâu rồi nên mới đốc thúc cho em cắt đứt quan hệ với bọn họ không? Chu Nhược Mai hỏi. Lê Uy Long đổ mồ hôi hột anh xúi dục em khi nào? vừa nãy không phải là em tự muốn đoạn tuyệt với bọn họ sao sao lại đổ lên đầu anh được nhưng dù sao thì nhà họ chu cũng có công nuôi dưỡng em mà em lại đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ thì người nhà sẽ nhìn em thế nào đây chu nhược mai nói chuyện của mình không cần phải quan tâm sắc mặt của người khác ở nhà họ chu chỉ có ba và ông nội là đối xử tốt với em những người khác đều muốn lợi dụng em bây giờ ông nội em cũng không còn nữa chỉ có ba là người duy nhất đáng để em báo hiếu thôi những người còn lại chỉ thao túng em thôi ảnh hưởng tới tâm trạng và phát triển sự nghiệp của em nên cắt đứt thì cắt đứt đi cho nên mới nói là điều em làm hoàn toàn đúng lê uy long nói ừm um, vậy mẹ em thì sao chu nhược mai hỏi tính cách của mẹ em như thế nào em còn không biết hay sao lần trước bà ấy đuổi ba anh ra khỏi biệt thự chuyện này anh không định bỏ qua đâu nếu tối hôm đó em không khổ sở đến cầu cứu anh thì bây giờ bà ấy đã chết rồi lê uy long nhớ đến chuyện bố mình bị tô ánh tuyết đuổi ra khỏi cổng biệt thự lửa giận trong lòng lại trỗi dậy chu nhược mai thấy lê uy long đang phẫn nộ đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi bởi vì bây giờ cô đã biết lê uy long là tướng ba sao nếu như anh muốn giết tô ánh tuyết thì cũng đơn giản như dẫm phải một con kiến được rồi không nói chuyện này nữa dù sao bây giờ em cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu rồi từ nay về sau ngoại trừ ba em ra em sẽ không kết giao với người nào trong nhà đó nữa Chu Nhược Mai không dám nhắc đến mẹ của mình. "Tốt nhất mẹ em đừng đến tìm em nữa, nếu không thì e rằng anh sẽ không nhịn nổi ý định muốn giết bà ta." Lệ Uy Long lạnh lùng nói, Chu Nhược Mai đổ mồ hôi lạnh. Nếu như cô không biết thân phận thật sự của Lệ Uy Long thì sẽ không bị dọa khiếp đến mức thế này, nhưng từ sau khi biết thân phận tướng ba sao của Lệ Uy Long, cô đã biết anh không phải chỉ vô tình nói ra mà anh có thể làm thật. Mặc dù anh đã hứa sẽ không giết Tô Ánh Tuyết nhưng anh vẫn luôn canh cánh chuyện từng bị Tô Ánh Tuyết đuổi ra khỏi biệt thự, mãi vẫn không bỏ qua được. Chuyện này giống như một quả bom nổ chậm, một ngày nào đó cũng sẽ nổ tung. Chu Nhược Mai không dám tiếp tục nói về chuyện này nữa, lập tức chuyển chủ đề, "Lần này tiếp quản tập đoàn Vương Lôi, em dự định sẽ tái ký hợp đồng với những đối tác đó và sẽ giảm giá thành xuống mức thấp nhất, sau khi dự án hoàn thành bọn họ sẽ không kiếm được chút lợi nào, cũng sẽ không lỗ gì." về cơ bản thì chính là hòa vốn, và bọn họ tiếp quản hạng mục của chúng ta mà không được chút lợi nào. Em làm như vậy có phải quá đáng quá không? chương 417 em đã nói rồi. Không hề, chính em cũng đã nói rồi, để đối phó với những đối tác gian xảo, vì lợi ích trước mắt mà quên mất nghĩa tình này thì chúng ta nhất định phải làm khổ bọn họ. Lê Uy Long nói, ừm, bây giờ bọn họ đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi, chắc chắn sẽ phải chọn cách thỏa hiệp chúng ta có thể hoàn thành dự án này với cái giá thấp như vậy điều đó tương đương với việc bọn họ sẽ không nhận được một xu nào ngược lại còn nhận về một mớ phí tổn phải giao cho chúng ta mà không nhận được đồng lợi nhuận nào lần này chúng ta hơi to rồi chu nhược mai vô cùng tự tin nói đúng vậy anh phát hiện ra càng lúc em càng trở nên tài giỏi lê uy long khen ngợi anh đã giao một tập đoàn lớn như đế hào vậy cho em đương nhiên em cũng rất muốn đóng góp một chút công sức em nên làm thế nào để đóng góp cho quốc gia đây chu nhược mai hỏi em đã kiếm tiền về cho công ty và đóng thuế cho nhà nước như vậy là đã lập công lớn cho đất nước rồi lê uy long nói nhưng em không hài lòng với chút đóng góp nhỏ nhoi này sau này nếu nhân dân cần nhất định em sẽ quyên góp tiền cho đất nước chu nhược mai nói ha ha thật không ngờ rằng em lại có ý tưởng cao đẹp đến như vậy thật là vĩ đại còn cảm thấy biết ơn đất nước muốn đền đáp cho xã hội vì nước vì dân lê uy long nói anh là tướng ba sao của nước Đại Long, Nam Bắc chấn thủ bảo vệ an ninh đất nước. Em thân là vợ của tướng ba sao đương nhiên lý tưởng sống phải trở nên to lớn hơn rồi. Nếu không người khác đều sẽ cho rằng em không xứng với anh. Chu Nhược Mai nói. Ừm, um, có thể nhận ra sự thay đổi của em, anh rất vui. Chỉ những người có đóng góp to lớn cho đất nước và nhân dân mới cho thể được đi vào lịch sử. Tất cả những thứ khác đều là mây khói. Lê Uy Long nói anh càng lúc càng cảm thấy việc mình tiết lộ một chút thân phận của mình ra đúng là chuyện tốt, vợ của anh cũng sẽ cùng anh biến hóa khôn lường và cả hai sẽ cùng nhau đồng tâm thống nhất mặt trận. Đúng rồi, vừa nãy bà nội em có nói, từ nay về sau anh cũng không còn là con rể nhà họ chu nữa mà là em được gả vào nhà anh. Việc này anh không có ý kiến gì sao? Chu Nhược Mai hỏi. Anh có thể có ý kiến gì? Anh cầu còn không có nữa là, anh đã muốn thoát khỏi cái danh ở dễ này từ lâu rồi anh gia nhập nhà họ Chu chỉ vì muốn báo hiếu cho ông nội và báo đáp cho em thôi, bây giờ ông cũng không còn nữa, anh cũng đã ôm được mỹ nhân, đã đến lúc phải thoát khỏi cái danh ở dễ này rồi. Lê Uy Long nói, còn nữa, em còn nói với bà nội em rằng sau này con của chúng ta sẽ mang họ Lê, không phải họ Chu. Chu Nhược Mai tiếp tục nói, chắc chắn rồi, con của chúng ta đương nhiên phải mang họ Lê. Bây giờ chúng ta có nên lái xe đến một nơi nào đó hẻo lánh rồi bắt đầu tiến hành quá trình tạo em bé không? Lệ Uy Long cười gian xảo. "Anh, anh muốn gì cơ? Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, sao có thể làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật được?" Chu Nhược mai đỏ mặt tía tai lúng túng nói. "Tạo ra em bé là một chuyện rất thiêng liêng của con người, có gì phải xấu hổ chứ? Nếu không thì làm sao con người có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được chứ?" Lệ Uy Long nói. Nhưng mà không phải là chuyện nên làm giữa Thanh Thiên Bạch Nhật thế này, nếu bị người khác trông thấy thì không phải sẽ bị xấu hổ đến chết sao? Sau này em còn mặt mũi nào gặp người ta nữa? Chu Nhược Mai nghe thấy Lệ Uy Long đưa ra yêu cầu táo bạo như vậy liền không khỏi kích động, trái tim như có cái gì đang nhảy múa ở bên trong, không ngừng đập loạn xạ. Buổi tối Nguyễn Tú Cẩm sẽ ở lại nhà của chúng ta, chúng ta không có cơ hội tiến hành đâu, cho nên chỉ có thể làm vào ban ngày. Lệ Uy Long lại nói, Chu Nhược Mai nghĩ cũng đúng, buổi tối có Nguyễn Tú Cẩm làm bóng đèn cản trở sẽ rất bất tiện, xem ra nếu muốn kết với Lê Uy Long tạo ra em bé thì chỉ có thể chọn ban ngày thôi. Chương 418 của em chưa kết thúc. "Đừng," Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. "Sao lại đừng?" Lê Uy Long hỏi. "Bởi vì, bởi vì kinh nguyệt của em vẫn chưa kết thúc," Chu Nhược Mai xấu hổ nói. "Sao lâu như vậy vẫn chưa hết nữa?" Lê Uy Long than thở em mới có kinh nguyệt vào tối hôm qua thôi hiện tại chỉ mới hai ngày sau có thể hết nhanh như vậy được chu nhược mai nói không phải cô không muốn làm chuyện đó với lê uy long mà đúng là hiện tại đang rất bất tiện anh nghĩ rằng sẽ kết thúc nhanh hơn chứ không ngờ lại lâu như vậy lê uy long buồn bã nói được rồi đừng nói chuyện này nữa dù cho em có hết linh nguyệt rồi thì bây giờ cũng không có rảnh để làm chuyện đó với anh đâu hôm nay em mới tiếp quản tập đoàn vương lôi có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Mau chở em về công ty đi, chắc hẳn có rất nhiều hợp đồng và đối tác đến tìm em thương lượng hợp tác rồi đấy. Chu Nhược Mai nói. Được rồi, Lệ Uy Long cũng thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tạo ra em bé, nên cũng không cưỡng cầu nữa. Sau khi trở về tập đoàn Vương Lôi, Chu Nhược Mai lập tức gọi Ngô Vi đến. Chủ tịch, chào mừng cô, không ngờ rằng người đã từng đưa vương lôi chúng tôi vào tình thế tuyệt vọng bây giờ lại trở thành công ty con của chúng tôi ngô vi vui vẻ nói đúng vậy tôi cũng không ngờ tới chu nhược mai trả lời tôi có hơi tò mò tập đoàn vương lôi bị long quốc của chúng tôi thu mua tại sao quốc gia lại cho chúng tôi quyền tiếp quản tập đoàn vương lôi ngô vi nói ở thành phố đà lạt có lẽ chỉ có tập đoàn galaxy chúng ta có đủ khả năng để tiếp quản tập đoàn đế nam cho nên tập đoàn Vương Lôi mới giao cho chúng ta quyền quản lý này. Dù sao thì tập đoàn Vương Lôi cũng đã triển khai rất nhiều dự án, quốc gia không thể để cho những dự án đó bị bỏ dở nửa chừng. Nếu không thì thật là lãng phí. Chu Nhược Mai đương nhiên sẽ không nói với Ngô Vi về việc mình được tiếp quản tập đoàn Vương Lôi hoàn toàn là do Lê Uy Long. Cha, cho nên mới như vậy. Mặc dù Ngô Vi đồng ý với chuyện này nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chính phủ muốn thu hồi tập đoàn Vương Lôi thì hoàn toàn có thể thông qua việc tổ chức một cuộc đấu giá để người ta tranh giành tập đoàn Vương Lôi với nhau, hoặc chỉ định một nhóm người có năng lực đi điều hành tập đoàn Vương Lôi, nhưng bây giờ lại trực tiếp giao cho tập đoàn Galaxy tiếp quản. Trong chuyện này nhất định phải có một lý do khác, có lẽ có liên quan tới Lê Uy Long. Ngô Vi là một cô gái thông minh và cô luôn cảm thấy Lê Uy Long rất bí hiểm khó đoán vì vậy bây giờ cô nghi ngờ Lê Uy Long đầu tiên. Ngoại trừ Lê Uy Long Ai sẽ đường đường chính chính giao tập đoàn Vương Lôi cho Chu Nhược Mai đây? Ngô tổng, hãy mau chóng cho người định giá chi phí cho các dự án của tập đoàn Vương Lôi sau đó viết lại một bản hợp đồng mới và định giá lại. Nếu các đối tác đó muốn tiếp tục hợp tác thì hoàn thành nốt các hạng mục vẫn còn dang dở thì họ sẽ tái ký hợp đồng và tiếp nhận cái giá mới thôi." Chu Nhược Mai nói. "Được rồi, định giá lại, định giá như thế nào cho hợp lý?" Ngô Vi hỏi. "Định ở mức giá vốn." nếu bọn họ muốn hoàn thành dự án thì sẽ không lỗ nhưng cũng không có lời chu nhược mai nói nếu như vậy thì tôi e rằng bọn họ sẽ không đồng ý đâu kinh doanh hòa vốn như vậy ai lại muốn làm chứ ngô vi nói nếu bọn họ không muốn làm thì kéo họ xuống dù sao thì bọn họ cũng đã đầu tư vào rồi không làm thì mất cả trì lẫn trài tôi nghĩ bọn họ sẽ thỏa hiệp để lấy lại vốn ban đầu rồi bọn họ sẽ ngoan ngoãn hoàn thành dự án thôi chu nhược mai nói Ngô Vi chợt hiểu ra, cô thán phục chủ tịch thật cao minh, thủ đoạn này thật là tàn nhẫn, bọn họ đã đầu tư vào chúng ta rồi nhất định phải núi nước mắt để hoàn thành dự án cho chúng ta. Đa số những đối tác này đều là dạng thất tín bội nghĩa, trước đây bọn họ đã phá vỡ hợp đồng với tôi, bây giờ bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay tôi rồi nhất định phải bóc lột những kẻ đó một cách tàn nhẫn. Chu Nhược Mai nói, cha, lại còn có người như vậy sao, thà không mang về tổn thất thì thôi lại còn muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta. Ngô Vi hỏi: "Vậy chúng ta liền tìm đối tác mới một lần nữa, đối với các đối tác mới chúng ta không thể hãm hại bọn họ, mức giá sẽ là mức giá bình thường của tập đoàn Galaxy." Chu Nhược Mai nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm như vậy." Ngô Vi đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của Chu Nhược Mai, lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu sau, các chuyên gia của tập đoàn Galaxy đã mất rất nhiều thời gian để tính toán và định giá, sau đó hợp đồng mới đã được sửa đổi xong mức giá được đưa ra cho những đối tác muốn tiếp tục hợp tác để làm nốt những dự án đã khởi công trước đó, đủ để bọn họ hòa vốn, không lỗ cũng không lãi. Không lâu sau, những đối tác trước kia đã hợp tác với tập đoàn Vương Lôi đã lần lượt kéo đến tập đoàn Galaxy để tìm kiếm duy trì sự hợp tác. Phan Thiên của nhà họ Phan và Trần An Huy đại diện của nhà họ Trần cũng đã đến. Sau đó, khi bọn họ biết tập đoàn Galaxy đưa cho bọn họ cái giá thấp đến mức họ chỉ có thể lấy lại số vốn bỏ ra ban đầu mà không lỗ hay kiếm được đồng lời nào, họ nổi giận đùng đùng và bắt đầu gây rối. Cái giá thấp như vậy, làm sao làm được? Đúng vậy, có làm cũng vô nghĩa, không kiếm được đồng lời nào lại còn có thể tiền mất tật mang, đừng đem chuyện này ra đùa như vậy. Chuyện này rõ ràng là chúng tôi đang hợp tác vô ích, làm gì có chuyện hợp tác nào rẻ như vậy? Bắt buộc phải tăng giá. Các người tăng giá chúng tôi mới tái ký. Gọi chủ tịch của các cô ra đây, chúng tôi cần phải thương lượng trực tiếp, cô ấy phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng vậy, mỹ nữ của thành phố Đà Lạt không ngờ tâm địa lại gian xảo như vậy, ăn không muốn nhả xương mà. Hợp đồng này quá độc tài, vô nhân đạo. Các đối tác này lần lượt la hét, không đồng ý ký kết hợp đồng, lại còn yêu cầu Chu Nhược Mai phải ra mặt. Có người ngay lập tức báo chuyện này cho Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai cũng không dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra, vì vậy cô liền ra ngoài để gặp mặt bọn họ. Nếu các người muốn lấy lại số vốn ban đầu đã bỏ ra thì hãy ký hợp đồng mới rồi ngoan ngoãn hoàn thành những dự án này. Nếu các người muốn bỏ luôn số vốn đó thì có thể đi, tôi tuyệt đối không cưỡng cầu bất cứ ai. Các người không làm thì thôi, dù sao cũng có rất nhiều đối tác đang tranh giành nhau để được hợp tác với chúng tôi. Chu Nhược Mai bước ra, đáp trả lại đám người đó một cách mạnh mẽ chương 419 im lặng. Chu Nhược Mai vừa nói ra những lời này thì những người có mặt ở đó đột nhiên trở nên im lặng. Bởi vì câu nói của Chu Nhược Mai đã quá rõ ràng, không muốn tái ký hợp đồng thì có thể rời đi. Anh không làm thì tôi còn có vô số đối tác khác. Vắng mở chợ vẫn đông. Hiện tại bọn họ đều đã rót tiền đầu tư vào những dự án đó rồi, nếu không làm thì dự án sẽ bị giang dở còn bọn họ thì không lấy lại được một xu nào. Nếu tiếp tục làm hơn nữa lại còn làm tốt thì may ra mới có thể hoàn vốn, nhưng với mức giá này thì căn bản bọn họ không kiếm được một đồng lời nào, tương đương với chuyện bọn họ giúp đỡ người khác đạt được mục đích mà không được đền đáp gì. Chiêu này của Chu Nhược Mai khiến những đối tác này rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không thể tiến cũng rất khó lùi lại. Chúng tôi đã ký kết hợp đồng với tập đoàn Vương Lôi rồi, em không thể nói thay đổi là thay đổi. Nếu như ai cũng lật lỏng như em thì không phải giới kinh doanh sẽ dối tung lên sao? đại diện nhà họ phan tức giận nói đúng vậy chúng tôi đã ký kết hợp đồng với nhau rồi bây giờ cô bắt đầu tiếp quản vương lôi lẽ ra cô nên tiếp tục tiến hành theo hợp đồng đã ký kết trước đó không thể đơn phương phá vỡ hợp đồng tuyệt đối phải làm theo đúng với hợp đồng trước đó đại diện nhà họ trần cũng nổi giận đùng đùng hung hăng nói chu nhược mai vẫn rất bình tĩnh nhàn nhạt nói nói rất đúng nhưng các người đừng quên rằng tập đoàn vương lôi bây giờ đã bị thu mua và không còn tồn tại nữa hiện tại chỉ là một công ty con của tập đoàn Galaxy mà thôi. Các người muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy thì phải làm theo yêu cầu tôi đề ra. Nếu không muốn thì cũng không có ai ép các người. Những lời nói của Chu Nhược Mai khiến những người có mặt ở đây đều trở nên im lặng, không biết nên nói gì. Có vài người bắt đầu lựa chọn cách thỏa hiệp, âm thầm tiếp tục ký kết hợp đồng. Không còn cách nào khác, ai bảo trước đó tự mình rót vốn vào làm gì. Bây giờ đã bị Chu Nhược Mai nắm thóp rồi, không hoàn thành dự án thì sẽ mất cả trì lẫn trài. Thà rằng cứ trung thành làm theo thì may ra còn có thể hồi vốn. Để có thể lấy lại vốn, chỉ còn cách chịu khuất phục. Lệ Uy Long cũng có ở đó nhưng anh chỉ trốn trong một góc, yên lặng quan sát biểu hiện của Chu Nhược Mai, không phát ra tiếng động nào. Vì chuyện của công ty đã giao cho Chu Nhược Mai quản lý nên anh sẽ không can thiệp vào anh ở đây quan sát vì anh lo lắng sẽ có người vì chuyện hợp đồng này mà làm khó Chu Nhược Mai, động tay động chân với cô. Vì vậy, anh phải ở đây để bảo vệ Chu Nhược Mai mọi lúc. Ngay khi một số người bắt đầu chọn cách im lặng ký kết lại hợp đồng thì một người phụ nữ vội vã xông vào. Lệ Uy Long liếc nhìn, hóa ra người phụ nữ này không ai khác đó là mẹ của Chu Nhược Mai Tô Ánh Tuyết. Chu Nhược Mai cũng thấy Tô Ánh Tuyết đang đi vào, liền hỏi, mẹ, mẹ tới đây làm gì? Sư Hân, mẹ đại diện nhà họ Chu đến thương lượng chuyện hợp tác với con." Tô Ánh Tuyết vừa đi vừa nói. Rất nhiều người có mặt đều biết Tô Ánh Tuyết là mẹ ruột của Chu Nhược Mai, bọn họ đều ngưng ký muốn xem Chu Nhược Mai sẽ làm ăn thế nào với chính nhà họ Chu của cô. "Không còn gì để bàn, tập đoàn Chu thị nếu muốn hợp tác với tập đoàn Galaxy thì cũng phải giống như bọn họ, ký lại hợp đồng, định lại giá cả." Chu Nhược Mai nói. "Hợp đồng mới như thế nào, cho mẹ xem thử xem." Tô Ánh Tuyết nói. Chu Nhược Mai lấy ra một tờ hợp đồng đưa cho Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết thân là con dâu nhà họ Chu, nhất định có hiểu biết nhất định với giá cả bình thường của những hạng mục này. Đương nhiên bà ta cũng biết mức giá mà tập đoàn Vương Lôi đưa ra. Chương 420 hợp đồng mới. Bởi vì người nhà họ Chu ngày nào cũng nói về giá cả của hợp đồng với Vương Lôi, bà đã nghe qua chuyện này vô số lần rồi. Bà ta cầm lấy tờ hợp đồng mới, nghiêm túc đọc khi trông thấy cái giá trong bản hợp đồng mới chỉ bằng một nửa giá ban đầu, bà lập tức kinh ngạc. "Sư Hân, cái giá thấp như vậy, còn bảo chúng ta phải làm sao đây?" Tô Ánh Tuyết nói. "Làm được thì làm, không thì đừng làm, con không ép các người phải làm." Chu Nhược Mai lạnh lùng nói, cho dù bây giờ đang đối mặt với chính mẹ ruột của mình cô cũng sẽ không nương tình. Nhưng mà bây giờ nhà họ Chu đã đầu tư hết vốn vào các dự án của Vương Lôi, không làm thì không được con nể mặt mẹ là mẹ ruột của con có thể nào thay đổi hợp đồng một chút được không nâng giá lên một chút được không tô ánh tuyết nói không thể con phải đối xử công bằng với tất cả mặc dù mẹ là mẹ của con nhưng mẹ đang đại diện chu thị còn con đại diện cho tập đoàn galaxy đây là chuyện hai công ty hợp tác với nhau trong kinh doanh không có khái niệm mẹ con không có nể tình gì hết chu nhược mai nói cho dù có là chuyện hợp tác của hai công ty thì Chu Thị cũng là công ty của nhà họ Chu chúng ta, con không thể tuyệt tình như vậy được. Con ăn thịt thì chỉ ít cũng chừa cho nhà chúng ta hấp một ngụm canh chứ. Con đưa ra cái giá như thế này, nếu như trong quá trình thực hiện dự án xảy ra một số vấn đề thì chúng ta sẽ phải chịu thua lỗ, con nỡ để chúng ta như vậy sao? Bản tính chua ngoa của Tô Ánh Tuyết dần bắt đầu lộ diện. Câu nói này của Tô Ánh Tuyết liên thu hút sự chú ý của những đối tác khác có mặt tại đó, bọn họ bắt đầu bàn tán cho rằng chu nhược mai quá quá đáng rồi con đã nói rồi nếu mẹ cảm thấy không làm được vậy thì đừng làm không ai ép các người phải làm cả mẹ hiểu không chu nhược mai cũng có hơi khó chịu vừa rồi phải rất khó khăn mới có thể chấn áp được đám đối tác đó để bọn họ chấp nhận thỏa hiệp không ngờ tô ánh tuyết lại làm loạn vào lúc này bà ta nổi đoá như vậy khiến những đối tác đã thỏa hiệp kia cũng lập tức làm loạn một lần nữa nhưng mà Chu thị của chúng ta đã bắt đầu tiến hành được một nửa dự án rồi, sao có thể bỏ dở giữa chừng được? Con không thể đẩy nhà họ Chu chúng ta vào bước đường cùng như vậy được, con tuyệt đối phải cho Chu thị một cái giá cao hơn. Tô Ánh Tuyết thấy dư luận bắt đầu nổi dậy nên bà càng lúc càng trở nên độc đoán hơn. Bà ta thay mặt nhà họ Chu đến đây để bàn chuyện làm ăn, nhất định phải thương lượng được. Chỉ cần cuộc đàm phán này được giải quyết thì địa vị của bà ta trong nhà họ Chu sẽ cao lên một bậc. Dù sao con gái của bà cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Chu rồi, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, đúng là vô dụng. Nếu chọn giữa hai bên con gái bà và nhà họ Chu nhất định bà ta sẽ chọn nhà họ Chu. Bởi vì bà ta là con dâu của bọn họ, nhà họ Chu mới chính là gia đình của bà. Nếu con không chấp nhận thì sao? Chu Nhược Mai hỏi. Nếu con không chấp nhận thì mẹ sẽ vạch trần toàn bộ tai tiếng của con. Tô Ánh Tuyết bắt đầu uy hiếp tinh thần Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai nghe thấy bà ta nói như vậy sắc mặt đột nhiên đen lại. Cô hoàn toàn không ngờ tới, mẹ ruột của mình đã đi quá xa như vậy, lẽ nào bà ta định ăn không nói có, dựng chuyện để bôi nhỏ danh dự cô hay sao? Lệ Uy Long trông thấy Tô Ánh Tuyết tỏ vẻ kiêu ngạo và độc đoàn như vậy, bà ta dám hung hăng uy hiếp Chu Nhược Mai, vẻ mặt anh ta lập tức lạnh đi. Vốn gì anh đã rất chán ghét Tô Triệu Bình, đặc biệt là chuyện bà ta đuổi cha nuôi Dương Văn Diệp của mình ra khỏi biệt thự, anh vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng nhưng chỉ thiếu cơ hội để ra tay với bà ta. Về phần các đối tác có mặt tại đó, tất cả bọn họ đều im lặng sau khi nghe thấy Tô Ánh Tuyết muốn vạch Trần Chu Nhược Mai, bọn họ đợi Tô Ánh Tuyết vạch Trần bê bối của con gái mình. Lúc này, Chu Nhược Mai mới tức giận nói, mẹ đừng ngậm máu phun người, tôi có thể làm ra chuyện gì xấu xa? Con thật sự muốn ép mẹ làm như vậy sao? Nếu như bây giờ con đồng ý nâng giá hợp đồng lên thì mẹ sẽ không vạch trần những chuyện xấu của con, nếu không thì mẹ sẽ nói ra hết toàn bộ, nhất định con sẽ hỏng hết thanh danh. Tô Ánh Tuyết tin chắc thắng lợi, Dương Dương tự đắc nói. chương 421 LM Nghe Tô Ánh Tuyết nói như vậy, tất cả những người ở đó đều lần lượt đoán mò trong lòng. Lẽ nào đệ nhất mỹ nhân của thành phố Đà Lạt cũng có thể đi lừa người khác hay sao? Cái tên vô dụng Lê Uy Long đó lẽ nào đã đội nón xanh từ lâu rồi hay sao? Bà mau nói đi, đừng đứng ở đây thừa nước đục thả câu nữa, lừa gạt người khác. Chu Nhược Mai nghe thấy Tô Ánh Tuyết nói như vậy sẽ khơi dậy tính tò mò và khả năng những người khác đoán giả đoán non, cho nên cô mới yêu cầu ba ta nói ra trước mặt mọi người. Con gái à, con nên tăng giá cho tập đoàn Chu thị đi, mẹ thật sự không muốn vạch trần chuyện xấu của con ra trước mặt nhiều người như vậy đâu." Tô Ánh Tuyết nói. Mọi người càng tò mò hơn như nghe Tô Ánh Tuyết nói như vậy. Tô Ánh Tuyết càng nói càng nói bóng nói gió bọn họ lại càng nghi ngờ Chu Nhược Mai có tiền sử gì đó rất đáng xấu hổ trước khi lấy chồng. Lệ Uy Long vẫn luôn đứng trong một góc cũng không khỏi đoán mò trong lòng khi nghe bà ta nói như vậy, lẽ nào trước khi Chu Nhược Mai kết hôn với mình đã từng là chuyện gì đáng xấu hổ sao? "Đừng gọi tôi là con gái, tôi không có người mẹ như bà. Bà mau nói rõ ràng ra đi." Nếu bà muốn dùng cách này để uy hiếp tôi tăng giá thì không có cửa đâu." Chu Nhược Mai rất tức giận, từ trước đến nay cô đều rất trong sạch, không hề có chút lời đồn thổi nào, luôn mang hình tượng ngọc nữ, bây giờ nếu Tô Ánh Tuyết không nói rõ chuyện này thì người ta sẽ tiếp tục đoán giả đoán non, tới lúc đó hình tượng của cô sẽ tan thành mây khói. "Được, là con ép mẹ đấy nhé." Vậy thì mẹ sẽ nói, Tô Ánh Tuyết cũng thấy rất khó chịu khi Chu Nhược Mai không hề chịu thỏa hiệp trước sự uy hiếp của bà. "Mau nói." đừng vong vo nữa, Chu Nhược Mai thật sự không muốn người ngoài chứng kiến cảnh mẹ con mâu thuẫn với nhau như vậy như hiện tại Tô Ánh Tuyết đang ép cô, cô cũng không còn đường để lùi nữa rồi. Nếu hôm nay bà ta không nói rõ chuyện này thì dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào lấy lại sự trong sạch được. Cô là cái đồ vô ơn, có tiền có địa vị liền không nhận ra người thân của mình, vừa mới có ngày hôm nay đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Chu. Cô làm như vậy có cảm thấy tán tận lương tâm không? Tô Ánh Tuyết giận dữ nói. Chuyện này là chuyện xấu mà bà nói hay sao? Chu Nhược Mai hỏi. Đúng vậy, lẽ nào đây không phải là chuyện xấu hay sao? Cô thật đúng là đồ tuyệt tình, không nể nang tình cảm gia đình còn cắt đứt quan hệ với chính gia đình của mình. Cô không cảm thấy nhục nhã hay sao? Tô Ánh Tuyết vì muốn thương lượng hợp đồng mà ngay cả bản chất đanh đá chanh chua cũng thể hiện hết ra ngoài. Nghe Tô Ánh Tuyết nói vậy, mọi người lại không khỏi tiếp tục bàn tán, thậm chí bọn họ còn cho rằng Chu Nhược Mai đúng là đồ vô ơn bất hiếu. Nói đúng lắm, tôi cũng cảm thấy rất nhục nhã vì có người mẹ như bà. Lẽ nào bà không biết, chính bà nội đã yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ với tôi trước hay sao? Cũng chính bà ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Chu. Các người có bao giờ tự hỏi bản thân rằng các người đã đối xử với tôi như thế nào những năm qua không? Chế nhạo, lăng mạ tôi, trước đó tập đoàn galaxy của tôi rơi vào giai đoạn khó khăn nhất các người có giúp tôi không các người không thèm quan tâm không thèm giúp đỡ lại còn thừa nước đục thả câu phá bỏ hợp đồng với tôi chuyển sang tập đoàn vương lôi hiện tại vương lôi không còn nữa lại muốn thuyết phục tôi ra giá cao với các người các người không thấy bản thân rất nực cười hay sao chư dư hân đã nói hết những điều cô luôn chất chứa trong lòng cô thực sự rất nổi giận rất đau lòng không ngờ rằng mẹ ruột của mình lại có thể quá đáng với mình như vậy, chỉ vì cái giá cho tập đoàn Chu thị bà ta lại có thể không ngại làm những chuyện này trước mặt nhiều người. Cô phát hiện ra tính cách của mình khác xa với Tô Ánh Tuyết, cả hai đều nghi ngờ liệu cô có phải con ruột của bà ta hay không. Tô Ánh Tuyết này, có thể làm được cả việc đuổi cha nuôi của Lê Uy Long ra khỏi biệt thự, đó không phải là chuyện xấu xa bình thường. Trước đây cô đã giúp bà ta che giấu việc bà ta đuổi Dương Văn Diệp đi điều này đã gián tiếp giết chết Dương Văn Diệp, chính chuyện này đã khiến Chu Nhược Mai nảy sinh khoảng cách với Lê Uy Long. Cô rất muốn nói hết cho tất cả những người ở đất biết chuyện Tô Ánh Tuyết đuổi cả Dương Văn Diệp ra khỏi biệt thự nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nhịn, nói cho cùng thì dù cho bà ta có quá đáng thì bà ta cũng là mẹ ruột của cô, cô phải khoan dung không thể khiến bà ta mất mặt trước nhiều người như vậy. Những người có mặt ở đó nghe Chu Nhược Mai nói như vậy lại bắt đầu bàn tán sôi nổi, bọn họ đều cảm thấy nhà họ Chu rất quá đáng, Thảo nào Chu Nhược Mai lại đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Tô Ánh Tuyết bị chọc giận đến nỗi không nói nên lời, sắc mặt bà ta vừa đỏ vừa tái nhợt. Nhìn thấy dư luận lại bắt đầu nghiêng về phía Chu Nhược Mai, bà ta lập tức nổi giận, bước tới dùng tay tát vào mặt Chu Nhược Mai. Bép. Một tiếng giòn giã vang lên, trên mặt Chu Nhược Mai đột nhiên in dấu năm ngón tay. Chu Nhược Mai lập tức giật mình. Chương 422 Tát nước con gái. Một màn bất thình lình này khiến mọi người trở tay không kịp, không ai ngờ là Tô Ánh Tuyết lại vả cho con gái mình một cái tát trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy. Phải biết là Chu Nhược Mai hiện giờ chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Galaxy cao cao tại thượng đó. Ngô Vi cùng với công nhân viên Tập đoàn Galaxy đột ngột nhìn thấy Chu Nhược Mai bị đánh, cũng không ai ngăn cản kịp. Ngay cả Lê Uy Long cũng không kịp phản ứng lại, bởi vì anh đứng cách đó khá xa, chỉ thấy Tô Ánh Tuyết đột ngột ra tay chứ không tới ngăn kịp chủ yếu vẫn là bởi vì anh hoàn toàn không ngờ rằng tô ánh tuyết sẽ không thèm chú ý đến hình tượng của mình nữa để mà làm ra cái hành động ra tay đánh chu nhược mai trước mặt bao người ở ngay đại sảnh tập đoàn galaxy thấy chu nhược mai bị tô ánh tuyết tát trước sự chứng kiến của biết bao người như vậy lê uy long nhất thời nổi cơn thịnh nộ thù mới hận cũng lập tức cùng nhau bộc phát anh lập tức đi về hướng chu lệ bình đang đứng cô do một tay tôi nuôi lớn thế mà cô lại dám châm chọc mẹ mình như vậy cô đừng tưởng bây giờ cô lên được cái chức tổng giám đốc là tôi sẽ sợ cô nếu không có tôi bồi dưỡng cô có thể có được thành tựu của ngày hôm nay sao tô ánh tuyết đã đánh chu nhược mai mà còn thấy bản thân rất có lý thế là tiếp tục dẫn dắt suy nghĩ mọi người theo hướng tạo vị thế cho mình chu nhược mai đã đau lòng lắm rồi trái tim cô giờ đã hoàn toàn tan vỡ chẳng còn chút lưu luyến gì với tô ánh tuyết nữa đôi mắt cô đong đầy ánh nước cô cũng không muốn ở đây tiếp tục chịu đựng xấu hổ nữa bèn đưa hai tay che mặt, xoay người chạy ra ngoài. Ngô Vi thấy Chu Nhược Mai chạy thì lập tức đuổi theo cô. Nhà họ Chu chúng tôi đúng là gia môn bất hạnh mà, tôi sinh ra được đứa con gái bất hiếu như vậy, đúng là khiến mọi người chê cười mà, rốt cuộc là tôi đã tạo ra ác nghiệt gì chứ. Tô Ánh Tuyết thấy mọi người xung quanh đều há mồm trợn mắt nhìn mình, bắt đầu giả vờ đáng thương. Mới dứt lời, bà ta đã thấy Lê Uy Long đằng đằng sát khí đứng ngay trước mặt mình. Chạm phải ánh mắt như muốn giết người này của anh, nhất thời Tô Ánh Tuyết sợ run cả người. Lê, Lê Uy Long, cái thứ chỉ biết bám váy vợ suốt ngày, mày định làm gì? Tô Ánh Tuyết thấp thỏm hỏi. Chát, Lê Uy Long không thèm nói câu nào, trực tiếp cho Tô Ánh Tuyết một tai trình ình ngay mặt. Anh muốn đánh Tô Ánh Tuyết từ lâu lắm rồi. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng ả à đàn bà tranh chua nịnh nọt này đuổi cha nuôi của mình ra khỏi biệt thự, lửa giận của anh lập tức không điều khiển lý trí được nữa cho dù là trước mặt bao nhiêu người cho dù ả là mẹ vợ của mình anh cũng không hối hận vì đã đánh bà ta không chỉ có đánh thôi đâu anh còn muốn giết bà ta nữa cơ bởi vì hành vi cho chu nhược mai một cái tát trước mặt bao người của tô ánh tuyết khiến bao oán hận chất chứa trong lòng lê uy long bộc phát âm ỉ bao năm trời cuối cùng cũng vì mồi lửa này mà bùng cháy dữ dội nghĩ tới việc cha mình chính là bị bà ta gián tiếp hại chết lê uy long lập tức nổi lên sát tâm mặc dù tô ánh tuyết không trực tiếp tham gia sát hại cha mình nhưng bởi vì có sự tồn tại của bà ta nên khoảng thời gian cha anh ở biệt thự không có ngày nào là tốt lành cả lúc đầu anh mời cha mình tới biệt thự ở là vốn để cha sống thoải mái vài ngày ai ngờ cha phải gánh chịu bao nhiêu lửa giận của bà ta á à, tô ánh tuyết bị một cái tát của lê uy long bay ra phía sau trên không trung vang lên một tiếng kêu thảm thiết như giết heo chứng kiến một màn này tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm chẳng ai ngờ đứa con rể nổi danh vô dụng ăn bám vợ khắp thành phố Nam Quảng lại dám đánh mẹ vợ mình một cú đau như vậy. chương 423 cậu xám đánh tôi. Ái, khi tô ánh tuyết ngã xuống đất, bà ta lại ré thêm một tiếng thảm thiết nữa. Khuôn mặt tô ánh tuyết nhiều thêm một dấu bàn tay, hơn nữa còn nặng hơn vết trên mặt chu nhược mai, cũng sưng vù lên. Lê Uy Long, tôi là mẹ vợ của cậu, cậu thế mà lại dám đánh tôi. Tô ánh tuyết đưa tay che khuôn mặt sưng đỏ, Sắp tức điên cả người. Không phải bà đã cắt đứt quan hệ với Dư Hân rồi à? Nếu đã cắt đứt quan hệ rồi thì tôi và bà làm gì còn có quan hệ mẹ vợ con rể nữa?" Lê Uy Long nói. "Cứ cho là tôi không phải mẹ vợ cậu đi, thế sao cậu lại dám đánh tôi vô cớ hả? Tôi cũng đâu có đắc tội gì với cậu." Tô Ánh viết tức giận nói. "Chỉ bằng việc bà đánh vợ tôi, tôi sẽ không tha cho bất cứ ai dám bắt nạt vợ tôi, bao gồm cả bà." Lê Uy Long nói tôi dạy dỗ con gái mình thì liên quan gì tới cậu? Tô Ánh Tuyết nói, cô ấy đã không phải con gái của bà rồi, cút. Nếu dám làm loạn ở nơi này nữa, tôi bảo đảm sẽ đánh gãy hết răng của bà. Lệ Uy Long đã nổi sát tâm, nhưng anh không muốn giết Tô Ánh Tuyết trước mặt mọi người, cho nên đành để bà ta cút trước đã. Tô Ánh Tuyết thấy Lệ Uy Long hùng hổ như thế, chợt nhớ ra anh có rất nhiều chiến hữu, thế nên bà ta cũng không dám dây dưa thêm gì ở đứa nữa, vội vàng bỏ dậy chuồn đi vở hài kịch gia đình này cứ như vậy kết thúc. Xì căng đan của Mỹ nhân đệ nhất thành phố Nam Quảng mà mọi người háo hức mong chờ mãi, hóa ra chỉ là cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu mà thôi. Chuyện này không khỏi khiến người khác thất vọng, cứ tưởng là Mỹ nhân đệ nhất thành phố Nam Quảng có mở ám gì với ai cơ. Hóng drama xong rồi, bên nào nên ký hợp đồng thì vẫn tiếp tục ký hợp đồng. Lệ Uy Long chờ Tô Ánh Tuyết rời khỏi đây rồi lẳng lặng tìm một chốn hẻo lánh gọi điện cho Thiên Thành. Anh Thiên, có chuyện gì vậy?" Thiên Thành hỏi. "Giúp tôi bắt Tô Ánh Tuyết." Lê Uy Long nói. "Tô Ánh Tuyết? Tô Ánh Tuyết nào?" Thiên Thành ngạc nhiên hỏi lại. "Chính là mẹ vợ tôi Tô Ánh Tuyết đó." Lê Uy Long nói. "Anh Thiên, anh muốn bắt mẹ vợ mình làm gì?" Thiên Thành nghe mà không hiểu đã có chuyện gì. "Bà ta đã không phải mẹ vợ tôi nữa rồi. Vợ tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu, cũng cắt đứt luôn cả quan hệ với Tô Ánh Tuyết." Lê Uy Long nói có chuyện như vậy ư, cơ mà, anh thiên này, cứ cho là chị dâu cắt đứt quan hệ với nhà họ chu đi, thế anh bắt tổ ánh tuyết làm gì? Thiên thành luôn tuân theo tất cả mệnh lệnh Lê Uy Long đề ra, chưa bao giờ hỏi thêm điều gì dâu Ria, nhưng lần này lại khác hẳn. Bởi vì người phải bắt lần này chính là mẹ vợ của Lê Uy Long, cho dù Chu Nhược Mai đã cắt đứt quan hệ với bà ta thì Tô Ánh Tuyết cũng từng là mẹ vợ Lê Uy Long mà, ra tay thì không ổn cho lắm. Bởi vì bà ta hành sự quá đáng, Lúc đầu bà ta đuổi cha tôi ra khỏi biệt thự, sau đó cha tôi mới gặp phải cái việc kia, bị người của nhà họ Phùng và bang Mãnh Hổ giết chết. Mặc dù cái chết của cha tôi không có quan hệ trực tiếp tới bà ta, nhưng khoảng thời gian cha tôi ở biệt thự lúc nào cũng phải chịu đựng tính khí bà ta, tôi nuốt không trôi mối thù này." Lệ Uy Long nói. Hóa ra bà ta là người gián tiếp hại chết tiền bối Dương.Ả à đàn bà này đúng là quá ghê tởm, tôi sẽ lập tức dẫn người tới bắt bà ta." Thiên Thành nói. Ừ bà ta mới ra khỏi tập đoàn Galaxy thôi, hẳn là đang trên đường trở về nhà họ Chu, các cậu theo đó mà làm. Lê Uy Long nói, chương 424 xử trí bà ta. Vâng, sau khi bắt được bà ta thì xử trí sao ạ? Thiên Thành hỏi, dẫn bà ta tới trước mộ cha tôi, sau đó tôi sẽ đích thân xử lý bà ta. Các cậu bắt được người đi rồi thông báo cho tôi biết. Lê Uy Long nói, vâng, tôi biết nên làm thế nào rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lê Uy Long đến phòng làm việc của tổng giám đốc tìm Chu Nhược Mai. Bởi vì bắt được Tô Ánh Tuyết cũng phải cần một chút thời gian, mà Chu Nhược Mai lại bị Tô Ánh Tuyết tát trước mặt bao người, chắc chắn giờ cô đang rất buồn, anh phải đi an ủi cô trước. Tới trước phòng làm việc của tổng giám đốc, Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai đang khóc, còn Ngô Vi thì đang an ủi cô. "Sư Hân, em không sao chứ?" Lê Uy Long vừa đi tới vừa hỏi. "Lê Uy Long, anh tới đây làm gì?" Chu Nhược Mai không muốn để Lê Uy Long thấy mình rơi lệ, bèn ngừng khóc hỏi anh. Anh tới xem em sao rồi? Lê Uy Long nhìn thấy dấu tay trên mặt Chu Nhược Mai, không khỏi đau lòng khôn xiết. "Giám đốc Ngô, cô ra ngoài xử lý chuyện chung đi." Chu Nhược Mai nói với Ngô Vi. Bởi vì những bên hợp tác kinh doanh còn đang ký hợp đồng bên ngoài, mà mới nãy cô lại bị chính mẹ ruột của mình tát trước mặt họ, giờ đúng là không tiện ra ngoài gặp mặt thế nên cô để vị giám đốc tập đoàn galaxy ngô vi đây ra ngoài làm thay cho mình vâng thưa tổng giám đốc giờ tôi ra ngay đây ngô vi nói xong rồi đi ra ngoài đợi ngô vi ra khỏi đây chu nhược mai bèn hỏi lê uy long mẹ em đã đi chưa anh đi rồi lê uy long đáp lê uy long em làm như vậy có phải quá đáng lắm không chu nhược mai cũng hơi nghi ngờ hành động của mình em là người bị hại người bị đánh cũng là em em cũng có làm gì bà ta đâu sao lại quá đáng được lê uy long nói em không có nói chuyện này mà là chuyện em cắt đứt quan hệ với nhà họ chu ấy không bàn chuyện tình cảm cũng không nâng giá cho bọn họ chu nhược mai nói nhà họ chu đã từng đối xử tệ bạc thế nào với em lúc em gặp rủi ro thì bị toàn thể cô lập bỏ đá xuống giếng hiện giờ sao phải phá lệ ban ơn cho bọn họ có ơn báo ơn có oán báo oán đây là chuyện đương nhiên em làm rất đúng thoát khỏi nhà họ chu bớt đi được đống chướng ngại vật kia, em mới có thể đi lên đỉnh cao cuộc sống được. Lệ Uy Long trả lời. Ừ, thật ra thì từ nhỏ đến lớn, mẹ cũng chẳng đối xử tốt với em chút nào, em vẫn luôn hoài nghi rằng mình không phải con ruột của mình. Ở nhà họ Chu chỉ có bố và ông nội tốt với em thôi, những kẻ còn lại đều là lợi dụng em cả. Chu Nhược Mai nói, em thế mà lại nghi ngờ mình không phải con ruột của mẹ. Lệ Uy Long có phần kinh ngạc. Đúng thế, chẳng lẽ anh không phát hiện em chẳng giống mẹ chút nào, tính tình cũng khác xa nhau sao? Chu Nhược Mai nói. Qua lời Chu Nhược Mai vừa nói, Lệ Uy Long cũng thấy đúng, đúng thế, em là mỹ nhân đệ nhất thành phố Nam Quảng, còn mẹ em có ở thời trẻ cũng không bằng một phần mười dung mạo của em. Từ nhỏ em đã lương thiện tốt bụng, vừa đẹp người vừa đẹp nết, còn mẹ em thì tranh chua nịnh nọt, quả thật là khác nhau một trời một vực, không liên quan với nhau chút nào. Hồi trước em cũng có hỏi bố mình có phải con ruột của bọn họ hay không rồi, ông ấy vẫn luôn khẳng định em là. Nhưng em cứ cảm tưởng là ông ấy cũng đang lừa em." Chu Nhược Mai nói. "Nếu em đã muốn biết, vậy thì anh sẽ giúp em tra xét thân thế thử xem có phải con ruột bọn họ hay không." Lệ Uy Long nói. Anh quyết định tra thử thân thế Chu Nhược Mai ra làm sao? Đợi khi bắt được Tô Ánh Tuyết rồi, anh sẽ ép bà ta phun ra thân thế của cô. Chương 425 tra xét anh định tra xét thân thế em như nào chu nhược mai hỏi tự anh có cách của anh em đừng quên anh là chiến tướng ba sao muốn ra xuất thân của em cũng không phải chuyện gì khó lê uy long nói được vậy em nhờ anh nhé mới nãy mẹ đánh em trước mặt bao nhiêu người giờ em đã quá thất vọng rồi chu nhược mai nói đều do anh cả đứng cách em xa quá không bảo vệ em được lê uy long áy náy nói không sao một cái tát này cũng khiến em thấy rõ được nhân cách bà ấy cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt từ nay về sau trừ bố ra em sẽ không dây dưa với bất kỳ ai là người nhà họ chu nữa người nhà họ chu vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn ép uổng em thế mà lại dám dùng cắt đứt quan hệ để uy hiếp em mà em cũng đã sớm tách khỏi bọn chúng rồi giờ đây em đã gả cho anh thành vợ của anh cũng người nhà họ lê chúng ta sau này anh sẽ không để người nhà họ chu bắt nạt em đâu Lê Uy Long vừa nói vừa rút khăn giấy ra lau khô nước mắt trên mặt Chu Nhược Mai. "Chính anh cũng không phải bị người nhà họ Chu bắt nạt mấy năm hay sao?" Chu Nhược Mai nói. "Lúc ấy là do mặt mũi của em nên anh mới nhịn lại không phản kháng bọn họ. Giờ không giống xưa nữa rồi, giờ em đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Sở, anh cũng không cần phải khách sáo nữa." Lê Uy Long nói. "Có điều, dù em đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Sở, nhưng bố em vẫn còn đang ở đó." mà em cũng trưởng thành từ nơi ấy, anh không thể ra tay với nhà họ Chu được, biết không? Chu Nhược Mai lo là Lê Uy Long sẽ kiếm người nhà họ Chu tính sổ nên dặn dò anh. Nếu bọn họ không chọc anh, anh cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây phiền phức cho chúng. Lê Uy Long nói, được rồi, anh ra ngoài trước đi, em muốn yên tĩnh một mình. Chu Nhược Mai nói, được, Lê Uy Long đã sắp xếp thiên thành đi lùng bắt tổ ánh tuyết, đang muốn lấy cớ ra ngoài, thấy Chu Nhược Mai nói như vậy, anh cũng thuận theo cô ra luôn. Sau khi Tô Ánh Tuyết ra khỏi tập đoàn Galaxy thì thở phì phò lái chiếc xe BMW yêu quý của mình về nhà. Mới nãy bị Lê Uy Long cho một bà tai trước mặt bao người, trong lòng bà ta vẫn còn tức tối, chưa nguôi được cơn tức, vừa lái xe vừa nhấm nhẳng cáu giận. Cả quãng đường bà ta đều đang nghĩ làm sao để trả thù Lê Uy Long. Thù này nếu không báo được thì bà ta không tài nào bỏ qua nổi. Mà đúng lúc này, một chiếc xe jeep bất ngờ để ngang giữa đường. Tô Ánh Tuyết vừa đi vừa tức nên không chú ý lắm, thấy có một chiếc xe jeep để ngang giữa đường như vậy, bà ta nhất thời cả kinh, vội thắng gấp xe lại. Dầm, xe Tô Ánh Tuyết đụng vào chiếc xe jeep kia. Bởi vì bà ta đã thắng gấp, nhưng lực quán tính vẫn khiến xe đụng phai xe jeep, cũng không có gì đáng lo, chỉ là một trận va chạm nhỏ mà thôi có điều bà ta biết xe mình chắc chắn có chảy xước nên mở cửa ra xuống xe để kiểm tra coi sao thấy chiếc bmw của mình bị lõm cả đầu lại tôi ánh tuyết nhất thời thức điên người hét lớn với người ngồi trong xe jeep các người lái xe kiểu gì đấy mau xuống xe bồi thường cho tôi đúng lúc này cửa xe jeep được mở ra hai người đàn ông bước xuống vị quý bà này phiền bà đi cùng chúng tôi một chuyến một người đàn ông trong đó nói sao tôi phải đi cùng với các người bà không rảnh mau bồi thường đi tô ánh tuyết thở phì phò nói nhanh lên xe một người đàn ông khác lôi súng ra chỉ vào tô ánh tuyết ra lệnh đây là lần đầu tiên tô ánh tuyết bị họng súng đen ngòm chĩa vào nhất thời sợ đến hồn bay phách tán run rẩy nói các cậu muốn làm làm gì sau này bà sẽ biết nhanh lên xe đi nếu không tôi cho bà một viên kẹo đồng trước người đàn ông kia nói audio điện tử võ tấn bền